Rồi, xin chào các bạn. Trước khi hôm nay live sớm một chút xíu, mình nghe một số bài hát. Vâng, xin chào anh Nguyễn Ba Thi, xin chào Trần Hải. Xin chào Phi Lan, sư cô Võ. Xin chào Hoài Thảo. Xin chào Lê Hữu Thảo. Vinh quang con đứng bên người hoàng thân, trên môi như bác vẫn cười, bác vui vui khắp non sông, cháu con trở về rồi. Xin chào Luis Kit. Hôm nay thì mình vẫn cứ nói về cái cuộc họp thượng đỉnh liên giữa Mỹ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Và cái chủ đề chính là cái bọn chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy trong nước. Chúng nó kêu gọi coi như là những người dân biểu tình. Và những cái bọn chúng nó còn gửi thư lên Tổng thống Trump đòi can thiệp vào vấn đề dân chủ ở Việt Nam. Người ăn mừng dân tộc lại và những người đã làm rằng đó dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Vinh quang con đứng bên người cạnh cho bác hộ ngọn sông trên môi như bác vẫn cười. Vâng, tối mai Tổng thống Donald Trump sẽ tới Hà Nội. Còn ông Kim Jong Un cũng hiểu là ông đi tàu hỏa từ Quảng Tây, ông bay ra Hà Nội, hay ông đi đi tàu hỏa tới ga Đồng Đăng, sau đó từ Đồng Đăng đi ô tô đến thủ đô Hà Nội. Vâng, tôi đoán thì nhiều khả năng ông ấy sẽ đi coi như là tàu hỏa tận đến ga Đồng Đăng, và sau đó sẽ đi theo tuyến quốc lộ 1A về Hà Nội. Chúng nó tập trung ở Phúc Lộc Thọ, chúng nó chờ kết quả, là chẳng qua chúng nó chờ kết quả cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong Un thành công tốt đẹp. Đó. Lệnh ngừng bắn dài nhất lịch sử. Đó. Sẽ được gỡ bỏ và thay thế bằng những cái hiệp định hòa bình. Và ngoài ra coi như là nhiều chương trình, ví dụ như là gỡ bỏ vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đấy, hay là Mỹ sẽ bỏ một phần lệnh cấm vận Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên. Đó là cái mong mỏi của chúng ta, những người yêu chuộng hòa bình. Rồi, mình nghe một bài hát nữa. Thank you.
trong những ngày này, cái bọn chúng nó để kêu gọi mọi người dân xuống đường coi như biểu tình hoặc là kiến nghị nghị lên tổng thống Trump, tổng thống Donald Trump và chủ tịch Kim Jong Un nhờ Việt Nam để mà tổ chức cái cuộc họp thượng đỉnh này, đúng không? Có phải là tổng thống Donald Trump sang chuyến này sang thăm Việt Nam đâu? Gọi chào Trương Minh Thảo, Trương Thanh Minh. Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa, rồi vào gành đá. Cảm ơn Hoài Cảm rất nhiều. Tiếng tổ quốc vọng về từ biển. Vâng, một lát nữa tôi sẽ phân tích lại là tại sao Mỹ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chọn Việt Nam là cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai này. Vâng, chào Thanh Thanh, An Đinh Nguyễn. Tôi đang nghe cuộc gọi tên mình. Sông Trường Sa, Hoàng Sa. Nói chung là chúng nó quá ảo tưởng và quá điên khùng. Tổng thống Mỹ và coi như chủ tịch Kim Jong Un không cảm ơn Việt Nam thì phải cảm ơn Việt Nam quá trời luôn, đúng không? Vì là mình tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh này một cách an toàn và thành công thì cả hai nước đều phải cảm ơn Việt Nam. Thì đâu mà hai ông tổng thống Mỹ Donald Trump lại nói về vấn đề với Việt Nam về vấn đề nọ vấn đề kia, đúng không? Quan hệ giữa các quốc gia với nhau và đúng là chúng nó coi như đó như trò trẻ con. Trước mình có viết một cái tút, không có một nước nào mà có cái bọn ba que như nước Việt Nam, đúng là lịch sử nó quá ấy đối với nước Việt Nam ta. Thực tế là chúng mình không muốn nhắc đến chúng nó nữa, chúng nó chỉ là số bọ rơm rác của lịch sử đất nước Việt Nam, nhưng mà không nói thì không được. Vâng, cũng còn nhiều người chưa hiểu biết và những bà con Việt kiều ở bên kia thì nói chung là người ta cũng chưa hiểu biết về tình hình chính trị Việt Nam, người ta lại nghe lời chúng nó. Vâng, xin chào Trương Dâm. Vậy ví dụ như ở đất nước của Francisco cô đó, không, đất nước Pháp, các bạn thấy không, trong vòng 3-4 tháng nay chủ nhật thứ bảy đã biểu tình trên khắp nước Pháp, làm cái nền kinh tế tê liệt đi, làm cho tình hình có như chính trị an ninh của nước Pháp mất ổn định, công việc làm ăn của những người dân như là bị ảnh hưởng rất nhiều. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Vâng, chương trình hôm nay mình làm sớm hơn có khoảng nửa tiếng. Thì bây giờ hôm nay tôi cũng nói về cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội vào ngày 27, ngày 28 sắp tới đây, thì có khả năng là trong vòng tối mai Tổng thống Donald Trump sẽ có mặt tại Hà Nội, và ông Kim Jong Un đã đi tàu hỏa theo một con đường gần nhất để tới Việt Nam. Thì có khả năng, theo tôi dự đoán là có khả năng là Tổng thống Chủ tịch Kim Jong Un sẽ tới, vâng, đi tàu hỏa từ Triều Tiên đi qua một số tỉnh miền Nam Trung Quốc và sẽ tới ga Đồng Đăng, và từ Đồng Đăng thì ông ấy sẽ di chuyển về Hà Nội theo đường quốc lộ số 1. Vâng, theo tôi dự đoán thế, chứ có khả năng là không phải là ông ấy sẽ đến Quảng Tây sau đó đi máy bay của Trung Quốc từ Quảng Tây đến Hà Nội. Vâng. Thì như tất cả các bạn đều đã biết, vào ngày 27, 28 này thì một cuộc họp mà để cả thế giới đều trông đợi, đó là cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un sẽ diễn ra tại Hà Nội. Vâng, đây là lần thứ hai. Lần trước thì cách đây mấy tháng thì hai ông đã gặp nhau ở Singapore. Thì là khi dự định họp lần thứ hai thì có một số cái địa điểm đấy thì đã được hai nước coi như đề cử, ví dụ như và người ta cũng xin đăng cai, đó là Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Hawaii và một số nơi nữa, nhưng cuối cùng Việt Nam mình là được chọn, và thủ đô Hà Nội là được chọn làm một ở cái cuộc gặp cấp cao lần thứ hai rất quan trọng như thế này. Thì tôi nói các bạn, tại sao mà Việt Nam lại được chọn ở cái cuộc gặp rất quan trọng này, là vì là cái sự an toàn, vâng, tuyệt đối cho Tổng thống Mỹ và Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là tối quan trọng. Vâng, đấy là cái ưu tiên hàng đầu. Thì Việt Nam mình đã tổ chức rất nhiều cái hội nghị tầm cỡ thế giới mà thành công, tuyệt đối an toàn. Vâng, như năm 2017, đó là hội nghị APEC, vâng, lần thứ 11 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, hoặc là cái hội nghị SIEM ấy, thì năm 2018 thì cũng tổ chức ở tại Hà Nội. Thì nói chung là Việt Nam đã tổ chức ngoài hai cái hội nghị ra, và còn rất nhiều cái hội nghị quốc tế quan trọng đó đã được tổ chức tại Việt Nam một cách rất an toàn. Vâng, thứ hai, Việt Nam là một nước coi như là hiện nay ví dụ như cũng gần Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sang đến đây thì là cũng rất là gần. Vậy một cái điều quan trọng nữa là Việt Nam có một cái mối quan hệ rất tốt đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ ngày xưa tới nay. Ví dụ là năm 1950 và năm 1960, Chủ tịch nước Triều Tiên Kim Nhật Thành, tức là ông nội của Kim Jong Un, đã từng đi tàu hỏa sang Việt Nam và đã ủng hộ cái cuộc chiến tranh coi như là chống Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam. Và trong cái cuộc chiến tranh đó thì là Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, vâng, Nhân dân Triều Tiên cũng ủng hộ rất nhiều cho nhân dân Việt Nam ở cái những cuộc chiến tranh đó về tất cả mọi mặt. Và nữa, những cái nước mà liên quan đến cái Mỹ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam, Triều Tiên, thì Việt Nam cũng có một cái quan hệ rất là tốt. Ví dụ như là quan hệ với Nam Hàn chẳng hạn, vâng, Nam Triều Tiên, thì là Việt Nam hiện nay quan hệ với Nam Hàn coi như là không có bao giờ tốt ở trong những cái thời kỳ này. Đấy, thì là các bạn đã hiểu là cái đầu tư vào Hàn Quốc hiện nay coi như là đứng thứ nhất, thứ nhì vào tất cả các nước đầu tư vào Việt Nam. Thứ hai là Việt Nam và Trung Quốc thì nói chung là cũng có một cái quan hệ rất là tốt. Vâng, thì là Trung Quốc và Việt Nam là một bạn hàng lớn nhất hiện nay. Vâng. Đấy, ngoài ra với một số nước mà ví dụ liên quan nữa, ví dụ như Nhật Bản nhà cũng là một cái nước mà liên quan, thì nói chung là cũng có một cái quan hệ ngoại giao như tất cả các bạn đã biết đấy, quan hệ ngoại giao về kinh tế chính trị của Nhật Bản với Việt Nam thì hiện nay rất là tốt. Vâng. Đấy, thứ nữa là quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ thì nói chung là đó một như tất cả các bạn đều biết là từ khi Mỹ bỏ nối lại cái quan hệ ngoại giao đối với Việt Nam năm 1995 ấy, thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nói chung là chưa tốt, chưa bao giờ tốt
bằng ở những cái thời điểm như bây giờ. Mỹ tuyệt đối tin tưởng ở Việt Nam. Vâng, vì là Việt Nam hiện nay coi như là một đất nước độc lập, coi như phát triển. Vâng, và có cái tốc độ phát triển kinh tế thuộc dạng coi như cao nhất thế giới. Hiện nay đất nước Việt Nam yên bình. Thì nói chung là cũng là một cái đối tác coi như là của Mỹ. Vâng, về thương mại, chính trị, quân sự và tất cả các mặt. Vâng, và nữa thì mình nói về cái mối quan hệ với Việt Nam và Mỹ như thế này. Thì là cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama thì là đã có cái sự coi như Tổng thống Obama đã có cái chương trình tức là chuyển dịch. Đấy, chuyển dịch sang châu Á, Thái Bình Dương. Mà sang châu Á, Thái Bình Dương thì chủ yếu là vùng châu Á. Thì châu Á thì chia thành hai, tức là về Đông Á và Đông Nam Á. Thì Đông Á thì các bạn cũng đều hiểu rồi, thì Mỹ ở đó, ví dụ có những cái nước mà ví dụ rất thân cận với Mỹ, mình cứ gọi là có cái chữ gọi là về vấn đề coi như là chư hầu trong một hoặc kép, đó là Nhật Bản và Nam Hàn rồi, đúng không? Thì nói chung là ví dụ như là ở cái vùng Đông Nam Á nữa, thì ngoài ví dụ như Singapore và một hai nước nữa thì mình cũng gọi là cái chư hầu trong ngoặc kép. Thì bây giờ ví dụ như trong cái cuộc họp thượng đỉnh này thì nói chung là ví dụ Mỹ muốn kéo Việt Nam thành một cái đối tác coi như là rất là tốt của Mỹ, thì nói chung là Mỹ đang muốn coi như o ép Trung Quốc. Vâng, o ép Trung Quốc thì nói chung là trong khu vực Đông Nam Á chỉ có Việt Nam ta thôi. Vâng, là một cái đối tác coi như là rất tốt của Mỹ mà được Mỹ rất tin tưởng. Vấn đề thứ nữa là đấy, thì bây giờ ví dụ như cái cuộc họp thượng đỉnh của Mỹ và Cộng hòa Dân Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên mà ví dụ thành công chẳng hạn, thành công thì nói chung là ví dụ Cộng hòa Dân Dân Mỹ cũng không mong muốn là kéo hoàn toàn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra khỏi Trung Quốc. Nhưng mà ví dụ như cái sự thân thiết giữa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đối với Trung Quốc thì nó đỡ đi được một phần nào đó. Thì đó cũng là cái thành công của Mỹ. Và qua đây cũng ví dụ nó cũng gây cho Trung Quốc một cái sự nghi ngờ nào đó. Đấy là cái chiến thuật của Mỹ thôi. Vâng, đây là tôi nói một cái số mà lý do mà tại sao, ví dụ là tại sao mà Mỹ chọn Việt Nam là nơi cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un tại Việt Nam. Vâng, thì là qua đây ấy, thì là bây giờ ta mới nói này, cái cuộc họp thượng đỉnh này thì nói chung là ở đây thì mình mới nói là Mỹ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đúng không, chọn Việt Nam thì Mỹ và Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên phải cảm ơn Việt Nam vì đã tổ chức coi như là an toàn, đấy, bỏ rất nhiều công sức ra để mà tổ chức cái cuộc họp thượng đỉnh này. Thì hai nước phải cảm ơn coi như là Việt Nam. Chứ ở đây cũng không phải là cái cuộc đi thăm của Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam. Nhưng mà bây giờ tôi nói với tất cả các bạn. Ví dụ như cái bọn mà chống cộng cực đoan và bọn dâm chủ quậy trong nước, chúng nó cứ là làm đơn kiến nghị lên Tổng thống Mỹ, coi như là nói về, tức là hiện coi như bảo là Việt Nam hiện nay coi như là theo Mỹ, hoặc là nhờ Tổng thống Donald Trump coi như là can thiệp, nói về Việt Nam vi phạm nhân quyền như thế này các. Thậm chí còn trước khi Tổng thống Mỹ sang cái cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai này, thì cái bọn chống cộng ba cái ông gọi là nghị viên, vâng, gọi là hạng ở hạng nghị viện ấy, cũng là một cái đơn kiến nghị đến Tổng thống Mỹ, mà là tức là bảo là Tổng thống Mỹ sang bên đây tức là can thiệp vào cái vấn đề nhân quyền của đất nước Việt Nam. Thì tôi nói với tất cả các bạn đều hiểu là hiện nay ở đất nước Việt Nam thì nhân quyền thì có thừa, tự do thì quá sớm. Mình là người dân Việt Nam, mình cũng đều khẳng định là như thế. Với thứ hai là có phải là Tổng thống Mỹ lần này sang có phải là sang thăm Việt Nam không, mà ông nhờ Việt Nam đứng ra tổ chức cái cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai đấy tại Hà Nội, đúng không? Còn bây giờ mình nói thẳng ra, bây giờ ví dụ như cái nhân quyền ở nước Mỹ
hỏi ba cái ông nghị sĩ đấy đã coi như là đã được chưa, đúng không? Bây giờ cái quyền của mỗi con người ta đây này, đó là quyền được sống, đúng không? Được mưu cầu hạnh phúc. Bây giờ mình chỉ nói cái quyền quan trọng nhất con người là cái quyền được sống. Nhưng ở Mỹ bây giờ các bạn thấy không, tình hình an ninh như thế nào? Cứ một hai ngày là một vụ xả súng, một hai ngày vụ xả súng, đúng không? Còn ở Việt Nam ta, ví dụ các bạn coi như là đi ra đường đi chơi đêm 2-3 giờ sáng không có sao cả, đúng không? Thậm chí các bạn ra đường nhưng các bạn thấy công an mấy khi mà người ta mang súng đâu đấy, thì mới biết coi như là đất nước Việt Nam mình coi như là an toàn như thế nào. Bây giờ về những cái vấn đề quyền con người như thế này thế khác, thì tôi nói với ba ông nghị sĩ ở Quốc hội Mỹ ấy, thì các ông hãy lo đi, lo cho cái bản thân nước Mỹ đi, đúng không? Cái quyền con người của nước Mỹ đã được đảm bảo chưa? Cái lạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ như thế nào, đúng không? Đúng là một cái gọi là không biết, tôi cũng chẳng hiểu là cái trình độ chính trị, trình độ nọ trình độ kia của các ông như thế nào mà coi như các ông kiến nghị lên tổng thống Mỹ một điều như thế. Mong biết rằng và giả sử đây là một cuộc viếng thăm của tổng thống Mỹ đấy, coi như là đến thăm Việt Nam thì có khả năng ông kiến nghị nó có lý. Nhưng mà đây ông nhờ Việt Nam tổ chức cái cuộc họp thượng đỉnh này thì chúng nó kiến nghị cái gì? Đấy là tôi nói về cái trường hợp coi như là ba ông ở Quốc hội Mỹ, ông ấy làm đơn trước khi mà tổng thống Donald Trump sang Hà Nội. Còn cái bọn chống cộng cực đoan ở bên kia chúng nó hô coi như mọi người dân coi như là và cũng kiến nghị tổng thống Mỹ. Tư tưởng lúc nào cũng coi như ôm chân ngoại bang 44 năm nay rồi cũng không thể bao giờ bỏ được. Đất nước Việt Nam là đất nước độc lập, tự chủ, tự do. Không ôm, tôi đã nói không ôm chân bố con nào cả. Quan hệ với tất cả các nước trên cơ sở đôi bên đều có lợi, đúng không? Mỹ quan hệ Việt Nam thì Mỹ cũng có lợi, và người ta phải tính toán cái chiến thuật chiến lược của người ta. Các bạn nào vừa nói rồi vừa xin lên nhỉ? Các bạn ok đi. Bây giờ coi Mỹ quan hệ với Việt Nam chẳng hạn thì Mỹ cũng phải tính toán chiến thuật chiến lược của người ta đấy, để người ta có lợi. Tôi nói với tất cả các bạn nhé, ví dụ Philippines, đúng không? Đồng minh của Mỹ, đúng không? Từ bao lâu rồi đã từng coi như là đưa quân sang. Hoàng Ngọc, tôi mời giúp Mỹ xâm lược về Việt Nam. Bây giờ mà các bạn thấy đất nước Philippines như nào? Chào anh Bằng, chào mọi người trên diễn đàn nhé. Rồi, xin chào anh. Vâng. Lâu lắm không lên, hôm nay lên. Thì nói... Dạ. Đúng rồi. Về cái chủ đề thì bây giờ phải nói này. Đầu tiên phải nói là chống cộng cực đoan nha anh ạ. Dạ. Thì đầu tiên này bây giờ nó phải lên cảm ơn Việt Nam. Bởi vì làm sao? Bởi vì nếu như mà không có Cộng sản Việt Nam thì đầu tiên phải nói là cái ông Ngô Kỷ cũng chết trước. Đấy là cái ông ấy là bề lỗi và ông hay ấy. Rồi là ông Phan Kỳ Nhơn thì tất cả các ông bà luật sư Thành ấy. Thì em nói anh nghe, thực ra là sang bên Mỹ không làm gì cả. Sống bằng nghề coi như là biểu tình chống đối. Đấy, quyên góp tiền. Thế nên phải nói là đầu tiên là phải cảm ơn Cộng sản. Nếu không có Cộng sản thì rất nhiều ông Việt Kiều, tức là người Việt Nam mà là sống ở bên Mỹ là nhiều ông là chết đói. Đầu tiên phải nói thế. Cái thứ hai
Bây giờ thì rất nhiều người gọi là chống cộng cực đoan thì người ta cứ muốn một lật đổ cộng sản, thì bây giờ chưa hiểu là ai lên làm tổng thống ấy. Thì cái gương mặt ở hải ngoại thì theo như mọi người trên diễn đàn thì giúp tôi cái gì điểm mặt, liệu ông Trần Dần có lên được không? Ông Quốc sư Trần Dần, ông Đào Minh Quân liệu có lên làm tổng thống Việt Nam đâu? Đấy, nếu như mà là đổ cộng sản. Thế rồi là ông Phan Kỳ Nhơn có lên được không? Ông nào lên thì ai ai phải cho cái tên ấy. Nhất. Thứ hai tức là chống cộng cực đoan thì phải nói là cái đất nước tự do, nhưng mà thực ra nó chả có gì tự do cả. Bây giờ nói này này, công an thì ông không dám cãi, khi mà anh chỉ cần lái xe mà anh tức là vi phạm luật tí, cảnh sát người ta gọi cái nhiều ông đã đáy ngay ở ra quần rồi, tức là trên xe đáy ra quần rồi, hai tay đặt trước vô lăng không dám hạ xuống, mà ông chả dám làm cái gì, tức là đặt nguyên vô lăng, bao giờ có hiệu lệnh tức là anh bỏ tay ra anh mới được bỏ, không có anh chỉ cần bỏ tay nó bắn ngay. Trong khi đó ở Việt Nam công an họ tức là hỏi giấy tờ thì anh bảo cho xem chuyên đề, rồi hoạnh đủ mọi thứ, rồi chửi nhiều ông còn đánh công an trước, Sau đó rồi live ở đâu stream, sau đó live à, stream. live stream tự do ở đâu? Thế mà cái nhất cái hai này bây giờ lại nói là vấn đề là mấy ông chống cộng của Việt Nam là đu dây, nhưng mà phải nói là như này này, cái ông chống cộng hải ngoại tôi chưa nói, nhưng những người ông mà gọi là ông dân chủ quậy trong Việt Nam phải nói, thì phải nói để cho các ông biết này. Đầu tiên là các ông cơm lo áo ấm, mà thậm chí bây giờ còn mặc đẹp nữa, cơm ngon đấy, là do ông Trung Quốc chứ không phải do ông nào cả. Thế còn Việt Nam khi mà năm 1945 sang năm 46 họp đại hội đảng lần đầu tiên, Bác Hồ nói Việt Nam tuyên bố là chơi tất cả các nước trên thế giới. Đấy từ năm 46. Thế nên phải nói rằng là cái việc chơi đấy, quan hệ ngoại giao gọi là để làm kinh tế thúc đẩy đất nước, gọi là kinh tế quốc tế anh ạ, thì đã là kinh tế quốc tế thì chơi với tất cả các nước và làm ăn tất cả các nước chứ không phải đu dây. Thế bây giờ nếu đu dây thì ông Mỹ cũng đu dây, ông Mỹ vừa chơi với ông Việt Nam lại cũng vẫn cứ chơi với ông Trung Quốc ấy. Thỉnh thoảng ông Tổng thống Donald Trump vẫn gặp ông Tập Cận Bình mà vẫn gặp nhiều nước, thì ông Mỹ cũng đu dây. Thế cho nên là những cái anh mà dân chủ quậy mới lại chống cộng cực đoan thì nó chỉ nói một chiều thôi, nó xuyên tạc đủ mọi thứ để nó nhằm làm sao, thực ra mà nói là nhằm là đục nước béo cò để quyên góp tiền để gọi là ăn với nhau, chứ còn thừa biết rằng chả có một cái vị gì cả. Ông Tổng thống Đào Minh Quân thì ông đòi 36.000 tỷ, cho nó 36.000 tỷ thì không biết là đến bao giờ ông đòi được, chắc là vâng. khoảng 33 tháng 3, ngày 33 tháng 3 thì ông đòi được, chắc chắn khi nào mà trên quyển lịch mà có ngày 33 thì ông sẽ đòi được, còn chắc chắn là mãi mãi không bao giờ đòi được. Rồi là ông ấy Rồi, cũng chào chúng 15, 17 sư đoàn tất cả các thứ. Tôi nói bây giờ phải nói này, anh anh. Thế em mà, mình mở chứ. vâng, tôi nói với anh nha. Vâng. Nhiều khi mình cứ nghĩ là cái ý thức chính trị hoặc là những thông tin ấy, của những cái một số những cái người nha, tôi chỉ nói một số những người Việt kiểu bên đấy, bên 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 hải ngoại ấy, thì hầu như tại sao cũng có một số người người ta tin những cái lời ông đấy. Tôi thật anh ở Việt Nam nha, những cái người mà ví dụ người ta có một trình độ chính trị người ta rất thấp kém, người ta không bao giờ tin ông Đào Minh Quân cả, chỉ có cỡ mấy Đúng. thằng điên khùng như là cái Dương Văn Thả, anh hiểu không? Vương Văn Thì Thả, may vâng. với Vương Văn Thả thì may với cái tin công đảo Minh Quân đó, mấy thằng khủng mà chuẩn bị coi như nhập vào những nhà thương điên rồi mới tin. Nhưng mà tôi không hiểu, như ở bên bên Mỹ cũng có một số người, cũng số ít thôi, cũng tin vào ông Đào Minh Quân, nhất là cái thằng AQ mà nó còn tin vào cái Đào Minh Quân thì chắc là nó cũng có một tí tiền ở trong đó, anh hiểu không? Nói chung là như này, cái thằng AQ nó là cái thằng bất hiếu, bất nghĩa, bất trung mà anh. Bây giờ nó là người Việt Nam, nó nói tiếng Việt Nam. Hôm qua nó ở diễn đàn Bình Dương nó rất chi thương người Việt Nam cùng máu đỏ da vàng, nhưng xin lỗi. Cái thằng AQ mà thương được cái người Việt Nam ấy, thương dân Việt Nam ấy, tôi nói thật, chó có cái lĩnh. Phải khẳng định như thế. Nó thương cái gì? Nó thương tiền, nó thương cái gì? Nếu mà nó thương người Việt Nam ấy, nó mới làm những cái gì cho những người vô gia cư ở bên Cho Mỹ. nên là sao mà tôi phần Nguyễn tôi thấy là bây giờ ở Việt Nam chỉ có mỗi ông Vương Văn Thả đó. Ông Đấy, Vương Văn đương Thả nhiên thì phải nói như tôi này, phải tin ông Vương không, Văn ông Thả tin. phải nói này này, đầu tiên ông ấy là người ở vùng quê, ông ấy lại rất tức là ông ấy tư tưởng của ông vẫn còn ngưỡng mộ mộ tức là người nước ngoài, người Việt kiểu, thì là ông đã đầu tiên ông đã mất đi rồi, ông nghĩ rằng là nước ngoài sẽ giúp ông một việc gì đó, tức là giúp ông một cái phần gì đó về về kinh tế,
Đầu tiên là như thế, xong bắt đầu bố cứ nghĩ là bây giờ không sợ thế nọ kia để lấy tiền. Nhưng mà thực chất ra nói ông bị thật thà, ông Vương Văn Thả lại bị thật thà. Thế nên ở Việt Nam là có ông Vương Văn Thả. Và cái thứ hai là bên nước ngoài tại sao cứ nghe theo được cái ông Đào Minh Quân thì phải nói như này. Bên Mỹ ấy, anh ạ, là người ta cho hút cỏ thoải mái. Cho là cái ông hút nhiều quá là bị ảo, ông nào cũng ảo cả. Thế cho là cứ tin vào ông Đào Minh Quân thôi. Vậy thưa hiểu rằng ông tài trí lực tâm tầm ông không có. Thế thì ông làm cái gì? Mà trong khi đó người rồi, cửa... bây giờ đây, rồi. Kể cả Stephen muốn lên, tôi cho ông lên quảng cáo về ông Đào Minh Quân, xem ở dưới này mọi người nghe có phì cười hay không. Nhá. Có camera tôi, đấy, có camera tôi mời lên hết. Ông chứng minh à, ông Đào Minh Quân là lấy này đất tổ không làm khổ dân gì, người Việt gì, về diệt Việt cái gì đại loại như thế. Đấy, tin gì, đòi lại 36.000 tỷ ấy, của Trung Quốc ấy. Sau đó coi như chia cho mọi người dân Việt Nam. Cho Mỹ 15.000 tỷ. Vâng. Cho dân Việt Nam coi như 21.000 tỷ. Và vừa rồi ông lại lên kế hoạch là tức là xây từ Bắc chí Nam mấy nghìn căn nhà gọi là cho những người nghèo nọ kia. Để tiền ở đâu ra? Chỗ nào à? Sau đó bắt đầu vẽ là sẽ đòi Trung Quốc. Mẹ thần kinh thật. Nó khổ lắm. Bây giờ Mỹ này với Trung Quốc vì nó có một cái xung đột về vấn đề thương mại. Tôi nói với tất cả các bạn nhé, sắp tới coi như Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Donald Trump để bàn lại về những cái đó, để làm sao cho nhá về tất cả mọi cái hai nước đều có lợi. Tôi nói các bạn đấy, chứ đừng cứ nghĩ Mỹ người ta mẹ vì cái quyền lợi quốc gia của người ta hết, người ta không ngu đâu. Nó không bao giờ làm để cho nước Mỹ tụt lùi xuống. Chứ ông Tổng thống Donald Trump khi mà ông là tỷ phú nhá, ông lên ông phát biểu một câu tất cả là vì nước Mỹ. Vì đấy. Nước Mỹ. Nói thật ra mà nói kể cả cái vấn đề nhá, ra là ông họp thượng đỉnh ở Hà Nội với là ông Kim Jong Un thì phải nói thẳng nói này này, thành công cái này ông vừa có lợi về kinh tế, về chính trị, về uy tín, và nói thẳng nói phải có lợi cho ông ấy, chứ còn ông là người kinh doanh đừng có nói là không có lợi thì không bao giờ có. Xét cho cùng là tất cả là vì nước Mỹ, chứ còn bảo bây giờ là coi như Đào Minh Quân mà tựa nào ông đâu nó xôm lại là lên có sang Việt Nam lại giúp mấy ông ba quê là ba chuyện tập bệnh là bạ quả không rồi, xong khổ lắm. Nước Mỹ người ta đã bỏ mấy ông ba quê coi chừng 44 năm nay rồi. Không được nhận đến... thỉnh nguyện thư của nhân sĩ trí thức. Trí thức do này bốn cái thằng mà nó chống phá nước Việt Nam mình mấy năm nay. Nguyễn Quang Nga các bạn thấy không? Xu Hảo thứ nguyên thứ trưởng coi như là Bộ Khoa học và Công nghệ vừa rồi bị coi như là cách chức về mặt đảng. Thứ bốn là coi như là nhà văn Nguyên Ngọc, đúng không? Một tên coi như là muốn coi như là tài nó cũng chỉ đến mức độ đến thế thôi, nhưng mà muốn vươn lên làm chủ tịch coi như là hội văn học Việt Nam cơ, đúng không? Và coi như bốn thằng, một thằng nữa tên này gì nhỉ? Đấy, tôi mới nhớ được ba. Đấy. Em thì em chỉ biết được vài ông như anh thôi, nhưng mà xét cho cùng một nhân sĩ thì mấy cái ông ấy, nhân sĩ thì cứ ông Nguyễn Quang A trông như thằng ăn cắp ấy. Tóc tai bù xù đi ra xong rồi cứ chả có một cái tướng tá gì. Ông là tiến sĩ khoa học, nhưng nói thật nhé, tôi nói thật đấy, cái tuổi của ông Nguyễn Quang A đấy, khả năng là tiến sĩ giấy. Khả năng tiến sĩ giấy là chính. Nên tiến sĩ thì ông ấy. Này sư phạm, em thoát ra đi, em phải có camera. Hiện nay em chưa có camera. Tôi nói với tất cả các anh này, tôi thấy cái bản kiến nghị ấy, nói chung là mình chưa đọc nhưng mình đã ý cái bản kiến nghị mình biết. Nói đùa là một cái con người sống trong một đất nước, thấy chưa? Lại mày cúi đầu xuống để lại lục một thằng nào đó. Tôi nói thật anh, sống vinh còn hơn chết dục, đúng không? Như Trần Bình Trọng đã nói, ngày xưa ông ấy nói ta làm quỷ nước Nam chứ không bao giờ làm vương nước Bắc, đúng không? Con người Việt Nam, con người yêu nước là phải có cái tính tự hào dân tộc, không thể quỳ gối trước bất kỳ một kẻ nào, dù những kẻ đó là Mỹ hay là Trung Quốc, đúng không? Mình là con ai cũng vâng. Là ai cũng chiến đấy. Thực ra Việt Nam ấy là rất thân thiện và rất chi là muốn hòa bình, không muốn gọi là đúng là rồi, không ai. Nhân nhưng dân mà Việt ai Nam mà động vào thì cứ là chiến thôi. Tôi nói với anh, nhân dân Việt Nam từ ngàn đời xưa đến giờ là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, đúng không? Không bao giờ muốn gây chiến tranh với tất cả các nước khác. Nhưng mà khi có kẻ thù nào mà xâm lược đất nước Việt Nam, dù kẻ thù đó mạnh
đến đâu thì nhân dân ta quyết không làm nô lệ cho chúng. Đó là từ ngàn xưa mà đến tận bây giờ thì anh thấy không, lịch sử đã chứng minh một điều thế. Nhưng bây giờ nó là làm kiến nghị với Mỹ để cho Mỹ thế này thế khác, ôm chân Mỹ. Đấy là một cái tư tưởng nô lệ không thể nào những người dân Việt Nam chân chính như anh em mình chấp nhận được, đúng không? Xin mời em. Ở đây có cái ông Nguyễn Thái Học, ông ấy ăn nói mất dạy, có anh xem lại. Rồi tôi sẽ để ý xúc phạm với Hồ Chủ tịch, tôi nấp. Rồi đấy, rất cả... đấy, đấy. Hiện nay này, hiện nay có nay xin phạm thì cũng rất là bận. Đấy, có ca rồi. Thì là cô ấy cũng là một người Việt kiều mà hiện nay sống bên Mỹ, thì cô cũng có tấm lòng rất yêu quý đất nước. Thì là cô chỉ nên được một tí xíu thôi. Thì anh vâng, dừng. Ok, em vâng, chỉ nói anh... mỗi này này. Vâng. Cái ông Nguyễn Thái Học này là ông ấy đang chửi bác. Đây mà thành em chỉ lắc cái thôi, em xuống để cho người khác lên, mỗi người lên tí, anh nhá. Rồi, tôi sẽ... Xin chào anh và chào mọi người. Vâng. Rồi, xin cảm ơn anh. Tôi vừa tôi không nhìn. Anh mời lại xin phạm. Nói chung là trong một tuần gần đây và trong sắp ngày tới nữa, Việt Nam là một tâm điểm của thế giới. Mình là người Việt Nam, mình phải tự hào, đúng không? Tất cả các nhà báo, gần 3.000 nhà báo uy tín nhất ở trên thế giới đều có mặt ở Việt Nam để đưa tin cái cuộc gặp gỡ này. Và qua đó người ta quảng bá cái hình ảnh của đất nước Việt Nam tươi đẹp ra khắp thế giới, đúng không? Rồi, anh mời lại xin phạm. Em chào anh, em chào mọi người. Em thấy ở trong nhà anh đó có nhiều những kẻ mà căm thù đất nước Việt Nam rồi ạ. Bây giờ xin lỗi em, anh nói cho thằng Nguyễn Thái Học, thế thằng Nguyễn Thái Học nó đã lên kênh của anh rồi. Tao nói cho mày này, mày là một cái con người, không phải con người Việt Nam. Con người Việt Nam không có một kẻ nào rơm rác như mày nhá. Anh để nó đi, em sẽ cho nó. Anh cứ để nó đi anh. Rồi. Từ từ nha. Anh để từ từ. Tất cả những cái bọn mà căm thù đất nước Việt Nam dám nghĩ rằng á đất nước Việt Nam à Việt Nam Đảng Cộng sản hay Bác Hồ của chúng tao là những kẻ bán nước. Chúng mày nhìn đây, tao sẽ đưa ra các bằng chứng để cho mày biết cái bất tài của Việt Nam Cộng hòa của chúng mày là gì. Đã, con dân Việt Nam, người dân Việt Nam bây giờ phải căm thù Việt Nam Cộng hòa vì bất tài vô dụng nhiều hơn. Đây là bằng chứng của những người ở trong quân đội của chúng mày, những người chứng kiến sự cài cắm và sự sắp đặt của người Mỹ và tàu cộng để mà cho chúng ta, để cho đất nước Việt Nam bị mất hết một cái đảo Hoàng Sa. Nên nhớ cho mày biết nha, cái đảng của chúng mày ấy, cái Việt Nam Cộng hòa của chúng mày mới bất tài, và bây giờ Việt Nam của chúng ta đang phải trả cho những gì mà chúng mày vay mượn, chúng mày làm mất đi. Chúng ta đang phải bằng mọi giá lấy lại. Đó là cái bằng chứng mà Nancy sắp đưa ra đó. Thì để cho những cái đứa mà dám xúc phạm đến đất nước Việt Nam, chúng mày phải nhục mặt. Nhưng tao biết rằng là để cho chúng mày nhục thì cũng khó lắm, vì gì loại chúng mày có hiểu cái gì đâu mà nhục. Nhưng mà nhìn đây, để cho những người khác, những người mà biết phán đoán và biết nhận định mọi thứ đó, nghe chưa, là để biết được. Đây, tao sẽ đưa ra bằng chứng. Và đây, ông này là chính là ông ở trong cái người mà từng có mặt ở đảo Hoàng Sa, và lúc đó ông ta chứng kiến cái sự làm sao mà Hoàng Sa bị mất, nghe chưa. Rồi, tao sẽ bắt đầu được từ cái việc là chúng mày ngu dốt đến mức mà để cho bọn Trung Quốc nó lên nó thám hiểm được nguyên một cái đảo mà không biết gì. Mà ta không biết gì về địch, đó là điều tối kỵ. Mà anh em địa phương côn đã dính vào đúng điều đó. Đấy, có nhìn thấy chưa? Người của chúng mày thấy chưa? Kỹ rồi. Nó đánh là chắc chắn. Nó đủ mọi phương thế để mà nó đương đầu với cuộc chiến. Rồi, chưa hết, cái thời điểm cũng là thời điểm thích hợp. Nếu theo dõi thời sự thì biết rằng cái thời điểm đó, trước đó là Tổng thống Nixon, Kissinger đã bắt tay với Trung Cộng rồi. Biết ai nói rồi nha. Sự sắp xếp thì mình là một nước chúng ta nhỏ, nghe đi anh. Cho nên mình nhiều lắm rằng quyền lợi của nước Mỹ là trên hết.
tham vọng của Trung Cộng là trên hết. Chính xác. Còn sự tổn thất của Việt Nam không ai chú ý tới đâu. Cho nên chúng tôi hiểu cái thân phận, cái nước nhỏ của chúng tôi. Tôi lại trở lại vấn đề. Khi mà tôi bị bắt đưa về trại thu dung tù binh, ngày đầu tiên lên họ thẩm vấn để lấy cung đó, thì họ có nói là hiện bây giờ tiến sĩ Kissinger đang ngồi ở Bắc Kinh. Tối nay tôi sẽ đem radio tới đây, tôi mở đài Bắc Kinh cho các anh nghe. Thì quả thật đến tối khoảng đâu 7-8 giờ tối gì ạ, cái chương trình đó giờ của đài Bắc Kinh tiếng nói Việt ngữ đó, thì đã loan tin này. Rồi lân la nói chuyện. Em sẽ anh nhảy nha anh, em sẽ nhảy tới những chi tiết cần thiết thôi. Đúng rồi. Ra ngoài đó, bay trở về không đủ nhiên liệu, có nhảy dù xuống biển thì mình đã có tàu biển chờ sẵn. Nhưng rất tiếc kế hoạch không thực hiện được, bởi vì người Mỹ cản lại lý do là không nên làm cái điều mạo hiểm đó. Mày sự thật thật với họ. Họ có thể truy kích từ nơi xuất phát, tức là xuất phát từ Đà Nẵng. Mà nếu như vậy thì dân chúng ở Đà Nẵng sẽ tải thiệt hại rất là tai hại. Cho nên họ cản lại. Rồi, đó là một điều. Điều thứ hai sau này tôi mới biết là một số sĩ quan không quân đó, nó nói chuyện lại với tôi đó. Là thằng Mỹ nó chơi trò. Nghe chưa? Mà anh ấy dùng cái tiếng gì mà bây giờ tôi quên mất rồi, cái từ ngữ chuyên môn. Bảo rằng là nếu có gài bom đưa lên máy bay thả đó, thì những quả bom nó rớt xuống đó, nó cũng chỉ là những khối sắt vô tri. Thấy chưa? Không kích nổ được. Rồi, nhảy tiếp. Nó hỏi, ví dụ nó hỏi về sư đoàn dù chẳng hạn. Nó hạch hỏi, nó hỏi là còn bao nhiêu? Bây giờ cấu tạo, nuôi dưỡng một sư đoàn dù quá nặng nề, không có ngân sách, đề nghị hủy bỏ, có lẽ giải tán sư đoàn dù. Quân đội mà không có lực lượng tổng chỉ huy thì đánh cái gì? Lực lượng dù chỉ có lực chiến, là những lực lượng nhảy rất tiếp cần thiết. Từ trong Nam, tức là cái hướng Quảng Ngãi, Quảng Tín lại cũng kéo về Đà Nẵng. Một thành phố tan nát, xô bỏ. Thành ra phải thành thực mà nói, khoảng một tuần lễ trước khi ngày 29 tháng 3 là cái ngày mà Đà Nẵng hoàn toàn mất. Thì không mất thì rồi cũng mất. Và cũng phải thưa ngay rằng Việt Cộng không phải là thắng Đà Nẵng hay lấy Đà Nẵng, mà Đà Nẵng bị bỏ ngỏ. Mình phải hiểu rõ hai vấn đề đó. Đúng. Nếu như có chiến trận, có đánh nhau thì bảo là mình thua. Thế là đây không có đánh. Cái bài nó để nó ở đây do Nazi dạy nó. Xin quý vị bên tôn giáo đừng có cho là tôi có ý gì về tôn giáo. Tôi chỉ nói lại một cách trung thực thôi. Thí dụ có nhiều vị chức sắc tôn giáo đứng lên trên những cái xe mà mắt tôi trông thấy đón giải phóng quân vào thành phố một cách rất là mừng rỡ, trong khi anh em chúng tôi thì lại sao lại đón giải phóng quân nhỉ hả anh? Thấy không, tụi nó chạy bớt rồi đó. Em sẽ còn tiếp, em còn yên tâm nhá, cho chúng mày biết cái sự hèn hạ và sự nhục nhã, cái khả năng của chúng mày nó bất tài vô dụng, chúng mày làm mất đi biển đảo của đất nước chúng mày. Các vua, các đời vua đã mở mang bờ cõi để chúng mày ha, để cho quân quân Trung Quốc á, nó giả bộ làm thuyền, nó lên nó trú rồi nó chơi trò trốn tìm ở trên đây, nó thám báo, nó tìm hiểu hết, không biết gì. Mấy anh Việt Nam Cộng Hòa khả năng không có cái gì hết. Đây chính là người của chúng mày nói nha, không phải là người khác. Và em cũng có bằng chứng rằng mọi người ấy, cái bọn dân chủ quẩy á, bây giờ ít chửi tàu lại. Lý do đó là chính tàu á là người còn muốn giữ gìn cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nghe chưa? Nhưng mà chính tàu là người như vậy. Đây để ta cho chúng mày biết là cái này để cho tụi bay từ nay trở đi phải hiểu. Đúng rồi, chúng mày phải cảm ơn Trung Quốc đây. Đây, em cũng có bằng chứng tiếp. Chúng có thể xâm chiếm và đe dọa các nước khác trên thế giới. Mọi người, kể cả các cường quốc đều sợ Mỹ, duy chỉ có Việt Nam là không sợ Mỹ mà thôi. Tôi hiểu được điều này nhờ cuộc đời hoạt động của mình đã dạy tôi như vậy. Người đầu tiên sợ Mỹ chính là Mao Trạch Đông. Ông ta nói với tôi, cả Việt Nam và Lào rằng các anh phải lập tức chuyển giao ngay hai tỉnh giải phóng của Lào cho chính quyền Viêng Chăn, nếu không thì Mỹ sẽ lấy cớ để tấn công, thế thì hết sức nguy hiểm.
Về phía Việt Nam, chúng ta nói, chúng tôi sẽ đánh Mỹ để giải phóng miền Nam. Ông Mao nói, các anh không được làm như vậy, miền Nam Việt Nam cần phải trường kỳ mai phục. Có thể một đời người, 5 đến 10 đời, thậm chí là 20 đời nữa, các anh không thể đánh Mỹ. Đánh nhau với Mỹ là một việc nguy hiểm. Mao Trạch Đông đã sợ Mỹ đến như vậy, nhưng Việt Nam thì không sợ. Việt Nam đã tiến lên và chiến đấu. Nếu Việt Nam không đánh Mỹ thì miền Nam sẽ không được giải phóng. Một nước chưa được giải phóng thì vẫn cứ là một nước phụ thuộc. Không có nước nào được độc lập nếu chỉ có một nửa nước. Thôi còn nhiều lắm. Nhưng mà tự nghe đi. Để em xem coi bọn này còn đây không. Bây giờ này. Bằng Nguyễn cần phát âm cho được. Nguyễn Thái Học nhá. Từ bây giờ trở đi nếu mà thôi, Nguyễn Thái cho nó xuống hầm cầu được rồi, đúng không? Được rồi, bây giờ anh cho đi rồi. Dạ. Em chỉ cho nó nhục thôi chứ còn nó nhục hay không ấy cũng có cũng còn nghi nghi lắm, vì tuổi này em thấy đầu óc của nó cũng hơi bị khó để mà cải tiến, cho dù là đến tổng thống của nó nói cái gì chăng nữa nó cũng chẳng hiểu đâu. Rồi ok, bây giờ thằng nó đi rồi, bây giờ mình ngược lại, em nói ngược lại cái vấn đề coi như tổng thống Donald Trump và coi như là chủ tịch Kim Jong Un chuẩn bị gặp nhau ở Hà Nội thì ở Việt Nam mình là như thế nào? Việt Nam mình là anh tiếp đi anh. Rồi. Ý anh là sao? Ý của anh là bây giờ ví dụ là trong cái cuộc họp này thì Việt Nam mình là một nước có lợi như thế nào? Việt Nam mình bây giờ em thấy cái thế của Việt Nam là như thế này nè anh. Rồi. Cái thế của Việt Nam đó rất là ít nước trên thế giới có thể làm được. Nếu anh chị nào đồng ý với em á thì cho em biết nha. Cái vị thế của Việt Nam theo nhìn nhận của bản thân em đó, thì những nước lớn và những nước phát triển và như các nước Đức, Ý, Nhật, Mỹ, châu Âu thì đang nhìn tới Việt Nam với một cái vị trí rằng là một cái đất nước rất cần thiết cho họ, cho cái nền kinh tế của họ, cho cái sự giao thương của họ. Đấy là những nước mà đang gọi là đứng đầu trên thế giới. Và Việt Nam cũng ở một vị trí là những nước thấp kém hơn, những nước đang có những sự giành giật và những cái sự không ổn định về tình hình kinh tế và chính trị đang nhìn đến Việt Nam để thấy rằng là Việt Nam là một đất nước để cho họ học theo. Cho nên cái vị trí của Việt Nam mình á, xin lỗi nha, theo như em nhìn thấy là một cái vị trí rất ít đất nước có thể đạt được tới. Anh nghĩ sao ạ? Đấy là nhận xét của em. Rồi, anh rất là đồng ý với quan điểm của em thôi. Bây giờ, như anh đã phân tích ở trước ấy, đất nước Việt Nam hiện nay là một đất nước, tức là trong 5 năm trở lại đây là một đất nước có được thế giới đánh giá là một nước yên bình nhất thế giới. Đấy. Dạ. Thì chính vì yên bình và cái sự an toàn cho ông Kim Jong Un và cho ông Donald Trump thì cái hội nghị mới bắt đầu tổ chức tại Việt Nam. Đất nước Việt Nam là một đất nước hiện nay đang phát triển với tốc độ nhanh nhất thế giới bây giờ. Tức là cái quan hệ của Việt Nam với tất cả các nước ở trên thế giới hiện nay coi như là rất là tốt, đúng không? Việt Nam mình không có thù địch với một đất nước nào cả, quan hệ với tất cả các nước vì cái lợi ích của đất nước Việt Nam và cái lợi ích của cái đất nước mà mình quan hệ với, đúng không? Cho nên là nói chung là bây giờ toàn thế giới nhìn vào Việt Nam, đúng không? Và nhân cái cuộc họp thượng đỉnh này nữa thì nói chung là cái vị thế của Việt Nam càng ngày càng tăng cao hơn. Thì anh nói với em là trong cái cuộc họp APEC năm 2017 thì cũng có cỡ khoảng độ sấp xỉ 3.000 các nhà báo ở các hãng thông tấn đến Việt Nam, nhưng mà nó giải rác ở 11 nước APEC và cộng với một số các hãng thông tấn lớn thôi. Nhưng mà cái lần này tôi nói với tất cả các bạn là tất cả các nhà báo
của các hãng thông tấn lớn nhất thế giới hiện nay đều có mặt tại Hà Nội. Thì nói chung là đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, đúng không? Sự yên bình, sự phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay đã lan tỏa ra tất cả các nước trên thế giới, đúng không? Một cái sự quảng cáo coi như mình không mất tiền. Đấy, thì nói chung là từ giờ trở đi, thì nói chung tôi nói với tất cả các bạn là vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế càng ngày lại càng được nâng cao một cách coi như là rất là tốt đẹp. Rồi, xin mời em. Em rất là đồng ý với anh cái mà anh mới vừa nói giống như vậy. Tức là những nước mà đã và đang phát triển rồi đó, thì đang nhìn tới chúng ta với cái giống như là chúng ta là một cái đối tác rất là cần thiết cho họ. Và những nước mà không được bằng như chúng ta thì họ cũng nhìn thấy chúng ta là một cái gương để cho họ đi theo. À, bằng chứng là chúng ta đã thấy rất là nhiều những cái hội nghị thượng đỉnh được lựa chọn ở bên đất nước Việt Nam. Và em thấy một điều nữa tự hào là em thấy cái ẩm thực của Việt Nam rất là phong phú. Ẩm thực của Việt Nam cũng là một điều gì đó để cho chúng ta có cái để tự hào với lại thế giới. Mọi người khi đi đến Việt Nam hay là kể cả những người sống ở Mỹ này, lúc nào mà người ta nói đến đồ ăn Việt Nam là cứ chỉ có biết tấm tắc mà khen thôi. Rất là nhiều người. Cho nên đó cũng là một trong những nét mà chúng ta có thể tự hào được và phát huy, đúng không anh? Đúng rồi. Mình là cái người con dân của nước Việt Nam thì mình rất tự hào về đất nước mình. Dạ. Anh nói với em và tất cả các bạn thì anh là thủy thủ. Ngày xưa anh đi rất nhiều nước ở trên thế giới. Thì mỗi lần đến một cái cảng biển ở một đất nước nào đó thì anh lên bờ thì anh cứ hỏi người ta bảo chúng mày có biết gì về đất nước Việt Nam không? Thì cái hồi đó những người dân người ta chỉ nói là đất nước Việt Nam mày là một đất anh hùng, tức là chúng mày có những đế quốc lớn như Mỹ chẳng hạn, như Pháp, như Nhật, mà hoặc là kể cả đối với Trung Quốc mà chúng mày không sợ, chúng tao kính phục mày về cái tính chất anh hùng của cái dân tộc của tộc mày. Nhưng bây giờ mình còn tức là tự hào hơn nữa, tức là được bạn bè quốc tế, ví dụ bọn mình sang đấy thì là bọn mình lại được người ta nói là đất nước mày là một cái đất nước thôi, hiện nay coi như là dân tộc mày không những đánh giặc ngoại xâm giỏi mà chúng mày còn làm kinh tế giỏi. Thế nên cái tốc độ phát triển của chúng mày chúng tao cũng đáng khâm phục và đáng ngạc nhiên, và chúng tao coi như là tôn trọng cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vì đã lãnh đạo nhân dân mày coi như là hiện nay coi như là cũng làm gương để cho coi như là nước chúng tao học tập. Ví dụ nhất là bọn anh coi như là sang những nước nghèo, ví dụ như Bangladesh hoặc những Ấn Độ chẳng hạn. Đấy, thì người ta nói về Việt Nam thì người ta rất là đáng khâm phục. Thì mình là những người Việt Nam, mình nghe những cái tiếng nói như thế thì mình rất tự hào về đất nước mình, về quê hương mình. Nhưng chỉ có bọn chống cộng cực đoan thôi. Đấy, thì chúng nó coi như lúc nào chúng nó gào thét lên đất nước mình như thế này, đất nước mình như thế khác, đất nước mình có thể làm nô lệ cho Trung Quốc, đất nước mình làm nô lệ cho Tàu chẳng hạn. Nhưng mà mình đã phân tích và mình đã chứng minh cho chúng nó là đất nước Việt Nam quan hệ với Mỹ, quan hệ với Trung Quốc trên cơ sở đôi bên đều có lợi, vì cái lợi ích của nhân dân Việt Nam. Rồi, xin mời em. Dạ. Thì cũng như anh nói là Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tất cả những người như kể cả như giấc như em lớn lên mà còn biết cái sự bất tài của Đảng Việt Nam Cộng hòa. Chính quyền Nguyễn Sài Gòn tất cả chúng ta đều đã biết. Người dân là một người dân bình thường đã biết không có cần cộng sản nào nhồi sọ. Thì hôm nay em xin đưa cái chứng minh này lên, tại vì cho những người nào mà người ta tưởng rằng mình biết nhưng mà thử người ta chưa biết ấy, thì cái chứng minh này là chính là người của họ nói lên cái sự bất tài, vô dụng, cái sự kém cỏi. Tôi nói Nam đây này, đó là mạnh về tinh thần, về ý chí. Tôi nói bạn chứ không phải là mình mạnh về vũ khí, đúng không? Có người ta mạnh về tinh thần và ý chí, và từ những cái đó thì mới chiến thắng được những cái kẻ thù lớn. Tôi nói với bạn ví dụ như là trong cái cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Củ Chi nhá, tôi nói các bạn, Củ Chi chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 30 cách Sài Gòn, có trung tâm Sài Gòn 30 cây số thôi, đúng không? Nhưng mà cái bọn chúng nó dù cả Mỹ cả Ngụy có san phẳng được Củ Chi không? Đất thép thành đồng không? Đấy là ý chí của những người dân, của một dân tộc. Đấy, không chịu làm
nô lệ cho bất kỳ một cái kẻ ngoại xâm nào cả. Đúng. Thì chúng mình là những người dân Việt Nam, mình phải tự hào về cái ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Đúng không? Chứ còn ví dụ như cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, cái bọn Nguyễn Sài Gòn đấy, thì chúng nó đã làm được gì cho nhân dân Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, hay là chúng nó coi như là bám chân của Pháp và bám đít Mỹ, đúng không? Khi Mỹ bỏ rơi một cái là chúng nó sụp đổ luôn. Thì có gì là đáng tự hào trong một cái chế độ như vậy mà bây giờ chúng nó đòi cho chúng nó coi như là quay trở lại như thế này thì khác. Em sẽ đưa ra cho anh cái bằng chứng của hai bên ha, để cho chúng ta cùng Lưu Nguyễn anh cầm ạ. Vâng, em đưa ra hai bằng chứng để anh nhìn nha, các anh các chị cùng coi nè. Đây là quân đội nào đây? Nhìn cái mà người ta làm và nhìn cái mà người ta có đây. Đấy là quân giải phóng miền Nam, quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đó, chúng ta nhìn những gì họ mang, họ bận, họ những gì họ có. Chúng ta hãy nhìn đi. Đúng chưa? Ok. Cái mà đây cái mà họ có đây, khổ không, có đau khổ không đấy, nhưng mà làm sao hả? Em sẽ so sánh hai hình ảnh đấy. Ok, rồi chúng ta nhìn thấy cái phía bên kia. Đúng rồi. Một quân đội phía bên kia mà chúng ta thấy đây, tận răng luôn. Không, nhìn thấy cái bên kia đây. Đấy. Các anh chị thấy chưa? Không, đây là Nazi Phạm, không phải An Hiên. Cái giọng nói rất giống An Hiên. Đấy, còn mọi người cứ lộn Nazi Phạm là An Hiên. Rồi, vậy đủ rồi. Em phải đi lên lầu. An Nhiên á. An Nhiên có bao giờ An Nhiên chỉ nói vấn đề xã hội thôi. Bây giờ tôi nói với tất cả các bạn này. Bây giờ ví dụ như đấy, các bạn xem những anh lính giải phóng quân như thế nào, hình ảnh như thế nào, đúng rồi, hình ảnh như thế nào, đi đánh giặc có được một thảo lương nào không, đúng không? Đấy. Có một thảo lương không, ăn đói ăn khát, ăn rau rừng, đúng không? Dạ. Nhưng mình, như người ta vẫn coi như là đánh thắng kẻ thù. Mà làm sao anh biết không? Mà còn cái hình ảnh của bên kia thì thế nào? Bới xác của đồng đội mình lên để mà tìm bóp, để lấy tiền, để giành giật. Hà, chưa nói cái vụ đốt nhà, giết người rồi hãm hiếp. Chưa nói tới, mà em chỉ nói nhanh cái hành động này thôi. Một hành động đó là các ông, các bà lính của chúng ta đó chỉ có ha, áo tơi có khi là để cho nó ấm, hay là gọi là có đôi dép làm bằng cái vỏ xe ha. Tôi nói với Minh Đăng Hoàng, bạn hỏi một câu, thắng để làm cái gì? Đúng không? Đuổi tất cả các giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi đất nước ta. Thắng thì là gì? Do những người viên, đúng không? Do đất nước Việt Nam làm chủ. Đúng không? Bạn nghĩ là không ấy, để cho người Việt Nam siêu đôi ra, rồi là đất nước ở trong miền Nam này, coi như Mỹ các thứ nó cứ thả tiền, thả bạc à. Rồi là nó đưa đây các bạn nằm ngửa, đúng cái tư tưởng, gọi là nằm ngửa ăn sẵn. Đúng không? Anh ơi, bạn Minh nói không Trang... thắng để làm gì? Minh Trang Hoàng này á là đại diện cho một cái những cái đám côn đồ lưu manh mất dạy, nghe chưa? Con khách ngừng mời vào đam với tao. Vậy bây giờ Minh Trang Hoàng giỏi thì lên với anh Bằng Nguyễn này. Cũng lên trình bày đi. Lên trình bày đi rồi con khách mời sẽ lên trình bày với mày. Nghe chưa? Đây là tôi rất nói, ít khi mà Nancy nói những cái chuyện tôi như sẽ, thế này ha. Tôi sẽ phân tích
Đấy chưa? Tại sao Hàn Quốc hiện nay người ta phát triển như thế, đúng không? Một đất nước hiện nay đó là một thế giới phẳng rồi, đúng không? Ông không thể phát triển một mình được, đúng không? Ông không thể đóng trong cửa trong nhà. Rồi, Minh Giang Hoàng, tôi sẽ em nhìn thấy cái câu của cái con người tên là Minh Trang Hoàng này hỏi cái câu thắng để làm gì anh ơi? Em không nhận được, em không hiểu được cái não này nó suy nghĩ gì. Nè, Minh Trang Hoàng, trước khi anh từ anh cho em một phút. Minh Trang Hoàng, ở diễn đàn này đó, diễn đàn sẽ thể hiện tư cách, bản chất của từng người nhá. Bạn lên đây á, mà bạn ăn nói mất dạy, heng, thì bạn chỉ nên về cái những cái diễn đàn của Benny Chương, Tân Thái với lại Lisa Phạm hay là Emily đồ gì đó đó của bạn thôi. Còn ở đây chúng tôi không chỉ thề chỉ tục, rồi, không xúc phạm lãnh tổ. Đúng rồi. Bạn nên nhớ nha, cái tư cách và bản chất của từng con người được thể hiện ra đây, và nó cũng là phần nào đại diện cho cái phía của mình đó nha. Dạ, em có thể xuống và em nghe rồi. Xem Minh Trang Hoàng có gì. Minh Trang Hoàng ấy có cái gì muốn nói thì cứ việc hỏi, nhưng mà nhớ lời nên bây giờ nhá. Tôi nói với Minh Trang Hoàng này, chúng tôi ở đây đều những người là những người dân bình thường, không đảng viên Đảng Cộng sản, thấy chưa? Mời Minh Trang Hoàng, mình là người Việt Nam, mình sẽ trao đổi một cách thẳng thắn với nhau. Rồi đấy, quan điểm của bạn như thế nào, thắng để làm gì? Đang mời Minh Trang Hoàng. Rồi, xin chào bạn. Bây giờ này tôi đã nói với bạn, tôi và bạn đều là người Việt Nam. Tôi những người dân không phải đảng viên. Alo. Chào bác, chào bạn và chào mọi người trên. Lại đổi nick đúng không? Rồi, tôi gặp bạn vẫn dùng nick này, chưa đổi bao giờ. Được rồi, vừa rồi tôi vừa mới vào được khoảng 5 phút thôi. Rồi bạn, tức là bạn. Ơ bạn, chưa bây giờ bạn nói là thắng để làm gì? Ok. Nói đi. Ok, tôi vừa nghe đến cái bạn kia, bạn nói là một bên Việt Cộng trang bị thiếu thốn đúng không? Một bên Việt Cộng trang bị thiếu thốn mà đánh thắng được đế quốc Mỹ đúng không? Đúng rồi. Mà trong khi đó bên Việt Nam Cộng Hòa trang bị vũ khí tận răng vẫn thua đúng không? Chính xác. Đúng, chính xác. Bây giờ ấy, người ta mới đặt ra cái câu hỏi là tại sao, rõ ràng là nó chênh lệch như thế mà tại sao Việt Cộng lại thua? Tại sao Việt Cộng lại thắng mà tại sao Việt Nam Cộng Hòa lại thua? Mà trong khi đó Việt Nam Cộng Hòa được trang bị vũ khí, đạn dược đầy đủ, trong khi đó Việt Cộng thiếu thốn. Đúng rồi, đi lính thì có lương nhiều, mà thậm chí nuôi cả gia đình, đúng, cả thứ nữa. Đúng. Đúng. Có đó, cái câu hỏi đấy, cái câu hỏi đấy rất nhiều người ta tự đặt cho mình cái câu hỏi và người ta sẽ tìm ra được câu trả lời. Rồi, bạn trả lời. Như thế. Rồi, bạn trả lời. Cái đấy đấy, ở trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa đấy, nó không có một bên, một ban, nó gọi là ban chính ủy làm cái công tác chính trị tư tưởng. Nhớ nhá. Nó nhồi sọ cộng sản, nhớ nhá. Tức là không nhớ không nhớ. Có sọ đúng không? Không biết sợ chết. Hiểu chưa? Nó cũng như cái bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Trường Sơn mùa này đẹp lắm đấy. Nhưng mà thực tế cuộc sống bộ đội nó không phải là như thế. Nó là những cái cảnh như trong thời xa vắng hay là ăn mày dĩ vãng đấy, những người lính bộ đội. Khổ, tôi nói người dân là khổ. Đúng. Nhưng mà ngay nhưng bây nhưng giờ mà, này, đúng. Ý của tôi bạn nói thế, tôi hiểu rồi. Bạn nói là bạn hiểu, đúng, bạn hiểu đúng rồi, người, đúng người, bạn hiểu người, đúng không? Người bộ đội. Đúng. Tức là bị nhồi sọ, đúng không? Tôi nói bạn đúng, đâm đầu vào chỗ chết. Không thể nào ai nhồi sọ được ai. Vấn đề là cái lòng tự hào dân tộc muốn bây giờ nhá. Cái bọn bây giờ ngoại xâm ra khỏi đất nước Việt Nam. Bây giờ đất giờ, nước Việt Nam bây giờ, phải bây giờ, cho những người Việt Nam làm chủ. Tôi hỏi bạn, bây giờ tôi lấy ví dụ như bây giờ người ta không đánh nhau bằng ý chí đúng không, chứ còn đánh nhau bằng súng đạn và nọ kia tất cả thứ. Ví dụ như tôi đã chứng minh đất Củ Chi cách Sài Gòn 30 cây số, người ta đào địa đạo, ăn nói ăn khác, ăn những củ sắn củ đấy là bạn là im mà... bằng rồi cái đấy. Chuyện đấy ai cũng biết, những cái khía cạnh đấy ai cũng hiểu cái chuyện đấy thì, sách báo đài báo thì ai rồi. Cũng hiểu đúng không? Thôi nói chung bạn chỉ cần nói một câu như này. Vừa nãy giờ tất cả mọi người ở đây hiểu rồi. Tức là hiện nay coi như là những người bộ đội đấy và như chúng tôi thì bị nhồi sọ, chấm hết. Đúng không? Bây giờ tôi hỏi bạn, nếu mà thời gian có quay ngược trở lại. Thời gian có quay ngược trở lại năm 1975.
Thì bạn mong muốn Việt Nam mình như Hàn Quốc hay như nước Bắc Triều Tiên? Bây giờ này, là những người dân bạn Việt phải Nam nói thực lòng, không, thực lòng đúng không? Tôi nói thực lòng, là những người Việt, dân Việt Nam yêu nước. Rồi. Bây giờ và tất cả những người dân ở trên thế giới, người ta đều thế, thế cả thôi. Mong muốn đất nước phải đạt được một giải năm bóng một nhà. Đúng. Điều thứ nhất. Luôn. Điều thứ nhưng hai. Mà... Điều thứ hai. Nhưng... Điều thứ hai là đất nước Việt Nam là phải giàu mạnh. Đó là điều mong muốn của tất cả các nước. Cái và Việt Nam đang làm. Mong muốn nó là một chuyện. Mong muốn nó là và chuyện. Việt Nam hiện nay đang làm. Việt Nam đang làm tốt những điều đó. Rất bạn tốt có chắc là Việt Nam đang làm tốt những điều đó không? Rất tốt. Ví bạn dụ có, như là... bạn có chắc chắn là Việt Nam đang làm tốt chắc, như thế không? Chắc chắn 100%. Bạn có cần tôi chỉ ra những Việt Nam như thế nào trên thế giới không? Bạn chỉ đi. Ừ. Hộ chiếu Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á thấp thứ 9 trong khu vực Đông Nam Á. Ôi sao? Hàng ngày người xuất khẩu lao động đi khắp thế giới. Trong con mắt của Việt Nam, trong con mắt của thế giới, Việt Nam là một nước chuyên đi vay chậm lợ. Ờ, vay chậm lợ. Rồi bây giờ này, đúng những chưa? Cái bây giờ tôi Việt nói Nam vẫn chỉ là một nước đang phát triển và nước nghèo, đúng chưa? Hiện nay đất nước Việt Nam đã không phải là một đất nước nghèo, là đất nước đã là thế là nếu... đất nước trung bình rồi. Thế giới đánh giá, ở đây tôi nói thế giới nào đánh giá? Thế giới nào đánh giá? Vì hiện nay mà bạn im từ từ ạ. Chúng ta quay lại cái chuyện mà có bạn khách mời bạn vừa nói đấy. Là cái không, vấn đề một bên quần áo rách dưới. Tôi phải phản biện lại cái bạn cái, không, cái chuyện chúng ta đang quay đúng lại rồi. Vấn đề chúng ta cứ lăn mãi nói đi sao quá. Nói đi. Bạn đang nói là một bên rách dưới và một bên quần áo trang bị đầy đủ. Bây giờ nhé, nếu mà bạn được chọn, bạn thích mặc bên một mặc rách dưới hay mà bạn thích mặc quần áo đầy đủ? Chọn quần áo coi như là đầy đủ, ai cũng muốn, đó là mong muốn của tất cả mọi người. Đúng rồi, mong muốn tất cả mọi người. Bạn nhưng muốn, bạn muốn, nhưng bạn bây giờ nhé, đất bạn nước nhé, nặng im, bạn nghe nói, bạn cứ trả lời tôi hay giờ, bạn cứ trả lời tôi tất cả các câu hỏi. Chúng nó ra khỏi bờ cõi đất nước Việt Nam, chúng nó dù là ai, chúng nó là ai là bọn đấy cũng mày, là bọn tay sai. Thôi được rồi, người nói thì có người nghe nhé. Tôi hỏi bạn, bây giờ Hàn Quốc và Triều Tiên có chiến tranh thì bạn mong muốn đất nước nào chiến thắng, bên nào chiến thắng? Tôi, những người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, không muốn Hàn Quốc và Cộng hòa nhưng mà phải có chiến tranh để giải quyết. Không, hiện nay rất nhiều trường hợp hiện nay xu thế của thế giới giải quyết được bằng hòa bình mà phải bằng chiến tranh. Trên thế giới là cái xu hướng của người ta là xu hướng hòa bình, cho nên nhưng mình phải chắc giải quyết. Bạn phải hiểu là như thế này này, vấn đề đó nếu mà không như thế thì sẽ không có cuộc gặp giữa tổng thống bạn Trung phải hiểu bạn cộng hòa dân chủ bạn, bạn thừa hiểu là cái chế độ cộng sản độc tài của thằng Triều Tiên đấy là cha truyền con nối giữa cái thế kỷ 21 này, cha truyền con nối, chúng nó thực đời nào chúng nó thừa, chúng nó bỏ tôi quyền nói với chúng nó. Tôi nói với bạn này, tôi là thằng Ký Sương Hải, tôi đã sang cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên rồi. Bạn sang đấy thì làm cái gì? Bạn thấy được tôi nó nghèo đói như nào chưa? Bạn thấy nó đói khổ như nào chưa? Tôi công nhận nó không phát triển bằng Nam Triều Tiên, nhưng mình phải đặt câu hỏi ra tại sao nó như thế. Thế giờ bạn không có tại sao nó gì về, bởi vì cái chính sách bao cấp của nó, hiểu chưa? Vì không chính sách bao cấp ngu dốt độc tài mặt của nó bị thế giới người ta cấm vận thế thôi. Thôi rồi, tôi nói như chung là tôi đã gặp bạn và bắt đầu bắt bạn nói chỉ thì đầu là phải cũng... rồi nói chung cái thằng này không thể cải tạo được đầu óc nó, nhưng mà qua nó mình phải nói cho mọi người biết một điều như thế, đã nói như thế này. Một đất nước hiện nay, ví dụ đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, từ ngày xưa đến giờ nó bị Mỹ cấm vận, đúng không? Mà đất nước thì phụ thuộc vào Trung Quốc. Mà các bạn đã biết là Trung Quốc muốn thế nào? Muốn đất nước Triều Tiên thì nói chung là cũng không được giàu có lắm. Phải như vậy. Đó là âm mưu của Trung Quốc. Mà kể cả Trung Quốc coi như là cũng muốn đất nước Việt Nam, mình cũng như đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhưng mình tự lập và tự cường, không thể mắc mưu bất kỳ một kẻ nào, đó là cái giỏi của đảng ta, đúng không? Chứ nếu không thì đất nước Việt Nam hiện nay vẫn cứ chia đôi lại, cũng như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thì bây giờ một đất nước coi như là Triều Tiên và Hàn Quốc, nếu mà không có một đất nước nào can thiệp vào, các bạn thấy không, thì nói chung là cái vận mệnh của đất nước đó thì phải do nhân dân Bắc và Nam người ta quyết định. Nhưng bây giờ là phải nhờ bàn tay của Mỹ, của Trung Quốc thì mới xem là liệu có thống nhất nổi không.
Rồi, mời Nguyễn Thị Thanh Huyền đi trước. Mẹ một đất nước mình này do cái mời bọn ngoại bang có như nó quyết quyết định cái vận mệnh của đất mình. Anh chào, anh chào Duyên. Em chào tất cả anh chị em. Ê, cái thằng chó đẻ kia. Nè, tao nói cho mày biết nè, ai nhỏ sợ ai, tao là một cái con nhà quê dốt nát nè. Để tao nói cho mày banh cái lỗ tai mày ra nghe nè. Tao chả có chính chị hay chính em tao. Mày nghe nha ha. Chẳng có ai nhồi sọ tao hết trơn á, hay là người 94 triệu dân thì tao bỏ cho 5 triệu dân của con cháu thằng Ngụy mày ra đó. Ha. Mày biết cái đất nước này bao nhiêu đau thương không? Ông bà của tao mà đã hy sinh á, trên đất nước này, nó là ông bà của tao, đây là ông bà chung của tất cả mọi người, là người cộng sản, là người Việt cộng nha. Từng mang cái ba lô và một cái đôi dép mà đôi dép gâu, cái đôi dép bằng cái vỏ xe mày biết không, cái đôi dép bằng cái vỏ xe và quải một cái bị gạo ba lô đi vượt Trường Sơn để đền chi, để đánh đuổi cái những cái lũ tai sai của chúng mày, để làm chi, để cứu cái đất nước, cứu cái những người dân, để cho đất nước hoàn toàn giải phóng thống nhất, để đất nước để được cái hòa bình hạnh phúc nha mày biết chưa hả, cái thằng ngu hả. Rồi mày nói thì sao? À, giải phóng miền Nam được cái gì? Tao nói cho mày biết, giải phóng miền Nam để làm chi? Để được ông bà mày sống được không có chiến tranh ha. À, sống không có chiến tranh. Thứ hai nữa, để cho yên mồ yên mã ông bà mày. Thứ ba nữa, để cho con cháu mày có ăn có mặc có học có nơi tới chợ tới chốn, mày biết chưa hả, cái thằng ngu hả, mày biết chưa hả, mày biết chưa. Tao nói về cái gì cũng vậy, xin lỗi, tao nói với tư tưởng tưởng thằng Minh Trang Hoàng này, tư tưởng mày là tư tưởng nằm ngửa ăn sẵn. Thì mình phải lao động, mà mình phải thông minh, và mình phải có, chứ không bao giờ người ta mang đến có như là cho mình ăn. Rồi, bây giờ bạn nào muốn lên thì ok, anh mời Dương Nguyễn. Dương Nguyễn không có camera, xem bạn nào bạn phải nhật mai. Rồi đang mời Diệu Sáng. Dương Nguyễn không có camera, chắc bạn em sao. Rồi, chào em. Chào cả mọi người. Cho hỏi cái thằng Minh Hoàng ấy, mày học hết lớp mấy vậy? Thế mày có biết chữ không? Mày có được học lịch sử không? Thế tao hỏi mày là những cái năm mà thực dân Pháp đô hộ Việt Nam thì cuộc sống người dân Việt Nam như thế nào? Mày có biết không? Mày có biết là người dân Việt Nam đói khổ, bị lô lệ, bị gọi là thực dân Pháp đô hộ. Mày biết là cuộc sống người dân đói khổ, mù chữ, không được ăn được học không? Mà siêu cao thuế nặng, mày biết không? Mày biết cái cuộc sống của người dân Việt Nam từ những cái năm xin lỗi, Nhiên hiện nay không có camera, Nhiên không có. Rồi, em nói đi. Hả? Sau năm 1954 người dân Việt Nam bắt đầu đánh thắng được thực dân Pháp, đang chuẩn bị xây dựng lại cuộc sống mới thì tiếp tục phải đánh đuổi đế quốc Mỹ không? Mày biết cái ý chí kiên cường của người dân Việt Nam, mày thấy là ở trên cái thế giới này có bao nhiêu cái cường quốc mạnh, ví dụ như là ngay giáp mình đây là Trung Quốc nhá, nó bao nhiêu năm nó âm mưu xâm lược đô hộ Việt Nam, mà từ thế hệ xa xưa đến năm 79 mới kết thúc chiến tranh, năm 89 chứ thì mới kết thúc chiến tranh với Trung Quốc, và người dân Việt Nam đánh đuổi, chiến thắng được Trung Quốc, chiến thắng được thực dân Pháp, chiến thắng được cường quốc mạnh là đế quốc Mỹ bây giờ, và xây dựng cuộc sống từ một đống đổ lát đi lên. Bây giờ cuộc sống người dân đa số người ta đều có ít nhất là cũng có đủ cái cuộc sống nhé. Còn ở Việt Nam bây giờ rất là nhiều người giàu,
Nói đơn cử như anh Bằng ấy, anh cũng có tài sản nó hàng tính ra hàng tiền triệu đô nhá. Còn cái loại mày không nói ra cũng biết mày là cái dạng gọi là khố rách áo ôm, không hay ăn làm biếng, lười làm, mày mày mới không có, mày mới tiêu cực xã hội. Thế bây giờ mày mày không hiểu cái cuộc sống của người dân ngày xưa nó khổ như thế nào à? Để được có cái cuộc sống ngày hôm nay mà xây dựng cuộc sống qua bao nhiêu năm chiến tranh mà được như ngày hôm nay, là mày thấy là cái cuộc sống của người dân Việt Nam là mày đi so sánh với các cái nước phát triển, mày ngu đấy. Thế mày sinh ra là một cái người con nhà người nghèo mà mày đòi cuộc sống của mày giống thằng đại gia còn khuya nhá. Cái thằng Minh Bố Trang mẹ gọi mày lại muốn, nhá, mày xây dựng gia đình bố bố mẹ mày muốn. tao là ở cái vùng nông thôn thuộc tỉnh Nam Định, một là một nhà tao thuộc dạng nghèo nhất trong những nhà nghèo ở cái vùng nông thôn giai đoạn đó. Tao không thèm tam mấy cái loại mày, tao chỉ tao tao không mở diễn đàn nhá, tao chỉ thấy tao 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 nóng máu với cái tư duy cái kiểu ngu dốt của mày, nên là tao mới lên tao chửi mày mấy câu thôi nhé. Mày ngu dốt, mày mày không biết là tao tin là mày cũng là cái trình độ học vấn của mày cũng chẳng đến đâu cả. Mày không biết mày phải tìm hiểu nhá, tìm hiểu cái qua sách báo phim ảnh. Mày thấy cái cuộc sống của người dân từ những cái năm mà Pháp đô hộ thì nó khổ như thế nào? Nhà nước Bác Hồ lại còn có cái chiến dịch là diệt giặc đói, diệt giặc giặc giốt. Cuộc sống người dân là đói khổ như thế nào mà qua mấy chục năm đánh Mỹ nữa, cuộc sống của người dân bây giờ đa số bao nhiêu triệu người dân Việt Nam là đều cảm thấy hài lòng với cái cuộc sống này. Một cái đất nước mà ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế như thế này, chỉ sau có năm 95, 1995 đến bây giờ là có Tôi nói với bạn Nuôi Duy Nguyễn này, gần ở cái dãy phố nhà tôi nhé, gần 30 năm. tôi thuộc dạng nghèo nhất trong cái dãy phố của tôi. Tôi nói các bạn bây giờ, ví dụ cái mặt tiền đường chẳng hạn, các bạn biết mỗi ngôi nhà là bao nhiêu tiền không, đúng không? Mà tôi nói chung là tôi thuộc dạng nghèo trong cái dãy phố nhà tôi. Bây giờ các bạn biết cả thành phố Hồ Chí Minh có biết bao nhiêu căn nhà, tôi nói chỉ nói đấy là cái tài sản nổi nhé. Đấy, chứ các bạn đừng có nói là bây giờ ông này đi tàu buôn lậu hoặc là cái người kia làm quan chức hoặc là đảng viên, toàn những người dân thôi, phần lớn là những người dân. Còn lại Ở ví Việt dụ Nam, đấy, ở Việt Nam nó rất nhiều cơ hội để làm ăn, những cái người chịu thương chịu khó làm ăn nhá, mà người ta học hỏi nhá, rất nhiều cơ hội để người ta làm giàu nhá. Còn những cái người mà gọi là vừa dốt nát, vừa không chịu học rồi hỏi, xong là nguyên vừa chào em chứ. lười làm ấy, thì đợi đấy không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ là có nhá. Chứ còn mày nói là ở Việt Nam là có cái gì, ở Mỹ có hết cái đấy nhá. Nói cho mày biết, nước Mỹ là giàu nhất thế giới, thế nhưng mà nó cũng có hàng 800.000 người homeless vô gia cư sống lay lắt trông vào cái tiền của chính phủ. Chứ còn ở Việt Nam này bây giờ là nói chung là kể cả những cái người ở vùng sâu vùng xa người ta cũng phát triển, người ta cũng có ít nhất là có cái nhà, thứ hai là các cái phương tiện phục vụ cuộc sống, Rồi, xong chiều ví sang dụ như anh mời là tiếp Nhiên lên. TV, tủ lạnh, rồi là xe gắn máy người ta đi nhé, và người ta không có đói ăn. Anh ơi, em nói thế thôi, Rồi, còn rất là nhiều muốn lên đấy. Anh mời mọi người đi. anh cảm ơn em. Vừa nãy Vâng. Nhiên đang nói thì đã bị mất mạng. Anh Trần Siêu chờ em một tí, em mời Nhiên. Nên nói ngắn gọn Nhiên thôi. Rồi, đang mời Nhiên. Nhiên là một người phụ nữ nhà miền Tây nhé, sống ở vùng quê. Giới thiệu với Tao nói cho mày nè Minh Trang Hoàng, tao nói cho mày nè, mày mày nghe lóng cái lỗ tai mày ra mày nghe cho rõ nha. Nha. Tao là cái con ở nhà quê miền Tây ít ăn ít học, mày nói là không có ai mà nói là tao bị nhồi nhét tư tưởng, tao nói cho mày biết trình độ tao có lớp 5. Tao bán cá bán tôm ngoài chợ đúng không? Nhưng mà cái loại ba que như mày mà nói chuyện như kiểu mắc dạy, như kiểu ông bà mày làm tay sai á, tới biết là nằm ngửa ra là biết cái người nằm ngửa ra để mà chờ chờ mà sung rụng vô miệng mà ăn thôi, mà chầm khi cái sung mà rụng xuống mày cũng không dám lụm bỏ vô miệng. Mà cái loại mà con cháu mà tụi bay tay sai rồi là nó làm biếng làm nhác à. Còn tao nói cho mày thêm nữa nè, mày đừng có xuyên tạc là tàu hay là không tàu, bây giờ tao hỏi mày nha,
ngày xưa ông cha mày đi rồi tụi bay đi là gì, tụi bay bán nhà ở ở nhà ở đất ở ở ở Việt Nam, tụi bay cầm qua bển rồi bây giờ bán nhà bán cửa bển, bây giờ Việt Nam mới mua được cái nhà như ngày xưa không? Tao hỏi mày như thôi. Thứ nhất, thứ hai nữa, thứ hai nữa tao nói cho mày nghe nè, Minh Trân Hoàng, mày là thằng bao que, tao cũng không có muốn xúc phạm mày, tao không có muốn xúc phạm mày nha, nhưng mà mày nói là để cái đánh đuổi cái gì cướp miền Nam để làm gì, tao nói cho mày biết nè, cướp miền Nam làm gì, không ai cướp của ai hết á ha. Người cộng sản miền Bắc quải một cái ba lô gạo vượt Trường Sơn và một đôi dép mà gâu bằng bằng vỏ xe đi vào miền Nam để giải cứu miền Nam cùng với nhân dân miền Nam đang... cùng với nhân dân miền Nam để đánh đuổi đấy, người dân đấy. Người dân miền Nam, tao hỏi mày, ông cha mày làm chính quyền đúng không, làm tay sai cho Mỹ nó tốt quá, tại sao người dân miền Nam không để cùng ông cha mày giữ lại cái miền Nam, mà để là người dân miền Nam cùng ta cùng bắt tay với người cộng sản miền Bắc để đánh đuổi ông cha mày, tại vì ông cha mày tiếp tay cho ngoại bang để hà hiếp dân lành, vì những người dân đó kêu than kêu quán màn trời chiếu đất bị hãm hiếp. Tao hỏi mày, những người con Tây, những người con Lai đó ở đâu ra, có phải là ông cha mày tiếp tay cho những người mà ngoại không, đẻ ra những người con Lai không, rồi hãm hiếp những người phụ nữ đó đẻ ra con Lai, người ta nhục nhã hàng xóm bà con ha, rồi những đứa con Lai đó bỏ gơ bỏ gớt bỏ vô chùa, có phải là cái tội lỗi của ông cha mày không hả? Để tao nói cho mày nghe, tao tẩy não cho mày nghe. Mày tính đi, những người con Lai ngày xưa, những người phụ nữ miền Tây ngày xưa sống thời phong kiến của ông bà mày đúng không, mà bị những cái tên giặc cưỡng hiếp đẻ ra những người con Lai, người phụ nữ đó rất là xấu hổ nhục nhã, không dám nhìn con. Tao hỏi mày, làm cha làm mẹ đẻ một đứa con ra rất là đau đớn, mà tại sao họ không dám nhìn con? Khi mà nhìn con ra thì những bà con lối xóm người ta nói mày lấy tay lấy này kia, nhục nhã với bà con lối xóm. Thời đó nghèo khổ đói, ai nuôi được đứa con? Có phải là bỏ con, bỏ gơ, bỏ gớt, bỏ vô chùa, bỏ sông, bỏ biển đứa con mình không? Đó là tao hỏi mày, tội lỗi của ai? Có phải tội lỗi của ông bà mày không? Tội lỗi của ông bà mày, mày nên nhớ rằng những người con Lai đó đó là tội lỗi của ông bà mày tiếp tay cho ngoại bang. Mày hẹn vợ mày và vào trang mày, cuối cùng Trương Minh Thảo tìm mày không được. Mày nha, tao cho mày. Mày, tao nói mày nè, mày thấy người cộng sản ha, có hiếp dân không? Có đi tới nước ngoài hiếp dân không? Đi qua tới nước này nước kia để chi, làm công tác để làm thiện nguyện, làm hòa bình. Người ta đi làm hòa bình tất cả nước khác. Thấy người cộng sản có đi hà hiếp người dân hay đi kìa cưỡng hiếp người dân nước đó không? Hay là ông cha mày tiếp tay cho Mỹ ngụy đi vô hà hãm hiếp người phụ nữ, thấy không? Chẳng những hãm hiếp chưa sướng nữa, tụi mày xé ra, tụi mày cắt vú lẹo vú nữa, cho nên á, người dân miền Nam ha, quán than kêu trời kêu đất, màn trời chiếu đất, cho nên những người cộng sản miền Bắc để cùng nhau với người dân miền Nam để chi, đánh đuổi giặc ngoại xâm để giữ cái đất nước này hòa bình, không còn chiến tranh nữa, để cho yên mồ yên mã, để cho yên mồ yên mã của ông cha mày ở lại, để cho con cháu mày có ăn có mặc, có học có nơi có chốn. Nè, tao nói cho mày nghe xưa nè, đất nước Việt Nam nghèo quá, thời ông cha mày á có điện được xài như vậy không? Thời ông cha mày cầm cái miền Nam có được điện xài như vậy không? Ha, thời ông cha mày cầm bằng cái đèn dầu, cầm cái đèn dầu ra đường. Thời ông cha mày cầm cái miền Nam á, tao là người dân miền Nam, cha mẹ tao là người dân miền Nam, là có một chiếc xe đạp ra đường không? Hay là mỗi lần đi là phải đi bộ mười mấy hai ba mươi cây số mới tới một cái chợ. Đấy, mày so sánh đi, ông cha mày đã quản lý miền Nam đó không, toàn là tụi bay là gì, đem những cường hào ác bá hà hiếp dân lành thôi. Tao nói cho mày biết, mày đừng có ngồi nói là người hãm hiếp người dân miền Nam là được cái gì, hay là làm cái gì kéo dân miền Nam là được cái gì, cướp dân miền Nam được cái gì đó, được đó, những cái được tao chỉ cho mày đó. Thời của ông cha mày được đèn được gì không? Thời ông cha mày quản lý mà cái dân miền Nam đó được nhà cao cửa rộng này không? Thời ông cha mày quản lý miền Nam á, ba mẹ tao ở cái nhà bằng Nga, bằng cái cây Nga mà giống cái cây mà cái cây mía lao đó, gốc cái cây đó ra làm cái giặt nhà ở đó, thời ông cha mày quản lý á. Thời của cộng sản Việt Cộng nè, quản lý nè, mày coi nhà cao cửa rộng nè, mày thấy chỗ tao ở không? Thời ông cha mày đó, để tao chỉ cho mày coi. Thời được cái gì đó, được những gì tao chỉ mày chứng kiến đó ha. Con cháu hiện nay giờ được học tới nơi tới chốn. Người Việt Nam đúng không, hiện nay làm được cái gì? Việt Nam hiện nay làm được những cái hòa bình. Ông Trump về, thấy không? Ông về đất nước Việt Nam, người cộng sản Việt Nam được bảo vệ ông đó, đó yên bình đó.
không có chiến tranh đó, không có khủng bố đó, tao nói cho mày biết đó, thằng Minh Trăng Hoàng, mày nghe rõ nha mày nha. Anh Bằng hôm nay mời những cái phụ nữ bình thường lên rồi. Để chi? Để mà đấu vô đầu nó, không tới đàn ông chính trị với em. Ai đàn bà anh mời lên hết cho em. Rồi. Anh chào cả nhà, những cả nhà buổi tối vui vẻ. Rồi anh chào Nhiên. Rồi, những người đá anh xuống. Rồi những người phụ nữ đó. Cho phụ nữ nha. Khai khoáng cái đầu óc này, thằng Hải Nguyễn này lại vào đi nữa. Toàn lũ ngu si đồn đần đội số năng. Nào bạn nào muốn lên à? Có Hải Nguyễn đây. Có thằng Minh Hoàng đây. Có như này. Nguyễn Hữu Cường. Rồi mời hết. Rồi đang mời Nguyễn Hữu Cường. Dương chào chú Trương này. Đang thêm Nguyễn Hữu Cường. Chào Hà Thị Minh Tâm. Không được Nguyễn Hữu Cường. Rồi mời Dương Nguyễn. Thôi em mời Trần Siêu trước nhá. Dương ưu tiên cho Trần Siêu, sau đó mời Dương. Em đang mời anh Trần Siêu. Minh Trang Hoàng ngồi đấy. Ta sẽ mời mày lên nữa. Không có vấn đề gì. Xin chào Hải Nguyễn và Hải Nguyễn cũng mời lên. Chào với tất cả. Xin chào tất cả anh em trên diễn đàn của bà Nguyễn nha. Bây giờ mọi người lên chú ý vấn đề coi như hiện tại bây giờ đất nước Việt Nam ta có khoảng 3.000 nhà báo đang quảng cáo hình ảnh đất nước. Hải Nguyễn và một số bạn chống cộng cực đoan mà các bạn hãy xem những cái bài báo của những nhà 3.000 nhà báo của trên toàn thế giới này đang quảng cáo cái hình ảnh của đất nước Việt Nam. Nhất là Hải Nguyễn hãy xem bài và nhóm Nguyễn Phương Hùng mà xem ngày hôm qua ngày nay ông ấy quảng cáo cái hình ảnh của đất nước Việt Nam như thế nào. Đấy, mọi người hãy nhìn đi, hãy xem và nhìn kỹ đi, đấy là thực tế nhất. Ông ấy quay trực tiếp, tất cả những nhà báo hiện tại bây giờ đang quay trực tiếp rất nhiều, đưa cái hình ảnh của đất nước Việt Nam ra cho bên ngoài. Hùng Nguyễn không có camera. Trên thế giới người ta xem rất là nhiều. Đấy, đấy là cái hình ảnh thực tế. Còn muốn nói gì thì nói. Thì những nhà báo người ta nói lên đấy là điều trung thực. Nhà báo là người ta thường thường người ta làm những điều trung thực và nói lên điều trung thực. Vậy thì mọi người hãy nhìn kỹ đi. Nhất là những người ở Mỹ. Thì hãy xem trực tiếp những bài báo ở những cái live stream của Nguyễn Hùng. Đấy là người ta quay trực tiếp nhá. Còn không các bạn nào biết tiếng Anh, bây giờ hiện nay có gần 3.000 các nhà báo đúng. Có uy tín nhất trên thế giới có mặt tại Việt Nam. Đúng. Các bạn hãy xem theo dõi những cái bài viết của những nhà báo đó. Đúng. Đúng không? Những các bạn bài báo mà lớn là... nhất. Đấy. Những bài báo lớn nhất có uy tín nhất trên thế giới không, này đều có mặt tại Việt Nam. Quốc lập. Họ nói ra những cái gì? Đó là thực tế. Mọi người nhìn thấy chưa? Đất nước Việt Nam, hình ảnh của đất nước Việt Nam là như thế. Đấy là cái hình ảnh của đất nước Việt Nam. Và chính phủ Việt Nam, người ta làm như thế nào? Thì những cái thứ này người ta đã nói lên, những nhà báo đó người ta nói lên cái đất nước Việt Nam rồi. Còn các bạn có muốn nói gì đi chứ nữa, nhưng mà nó không thực tế thì không ai ta nghe đâu. Đấy, nói cho mọi các bạn biết là như thế. Bây giờ mình phải nói cái gì nó phải thực tế. Đấy, hiện tại thực tế mọi người nhìn. Những nhà báo đó, người ta ở Việt Nam người ta nói lên thực tế, chứ bảo chúng tôi và chúng tôi bưng bô cộng sản. Chẳng nhẽ tất cả những nhà báo trên thế giới này, kể cả nhà báo Mỹ có mấy chục người, người ta nói lên đấy là chẳng nhẽ đó là sai này, sai à? Tôi nói với anh như này, cộng sản làm được rất nhiều điều tốt cho dân. Đúng. Thì chúng tôi nó phải bưng bô cho còn cái phần ở cái phần ở trong bô ấy. Mời các bạn. Đúng. Đấy, bây giờ tôi nói với các bạn là như thế này này. Nói gì thì nói, lý luận gì thì lý luận, không bằng thực tiễn. Không bằng thực tiễn. Mà những cái nói thực tế nhất là 3.000 nhà báo hiện tại đang nằm tại Hà Nội. Đang nằm tại Hà Nội. Mấy ngày nay họ đã đưa tin. Đấy, và tới đây mấy ngày tới họ cũng đưa tin từ hôm nay cho đến ngày 20, qua ngày 28 sang ngày mùng 1 thì mới thôi, thì mới hết. Ngày 1, ngày mùng 2 gì đấy.
thì mới hết được cái những cái bài báo này họ đều đưa lên ở Việt Nam nhá, họ mới về hết nhá. Thì mọi người hãy chú ý xem những bài nhà báo nói gì và trên thực tế người ta nói như thế nào. Đấy là người ta thực tiễn nhất, thực tế nhất. Còn cần gì phải nói nhiều, phải nói nhiều với các ông có hiểu về vấn đề gì phải nhìn trời thực tế. Ơi, Ngọc Lan Nguyễn là một người Việt Nam, bạn lại đưa cờ Mỹ sang, bạn nhục không? Đúng không? Nhưng người Việt Nam phải phải giơ cao những cờ Việt Nam, phải tự hào về dân tại sao người ta đi nhà Mỹ đúng không? Tôi hỏi các bạn tại sao là phải cờ Mỹ. Phải mang dương Mỹ, Mỹ ổn ỉn với cả chung vại sang Việt Nam để họ bắt tay nhau hay họ cãi nhau là việc của họ, còn người Việt Nam chúng tôi là chỉ cho họ đứng đến đây để họ lấy cái chỗ là an toàn nhất để họ hợp tác hay họ cãi nhau hay họ làm gì bắt tay nhau hay cái gì gì đó là việc của họ thôi, còn chúng tôi chỉ là những người coi cho họ đến đây họ họ làm thôi đấy, còn chả ảnh hưởng như tôi cả. Nhưng mà cái Việt Nam chúng tôi được là được những nhà báo người ta quảng cáo vấn đề thực tế về vấn đề phát triển của đất nước, người ta đã đến Việt Nam người ta tìm hiểu đất nước Việt Nam từ vấn đề kinh tế đến vấn đề phát triển dân sinh rồi tất cả mọi vấn đề họ sẽ đưa lên trên thế giới cho tất cả thế giới người ta biết. Đấy là thực tế nhất đấy là vì người Việt Nam được cái quảng cáo thôi, quảng cáo hình ảnh Việt Nam trên thế giới. Còn việc chúng tôi cho người ta mượn cái chỗ là an toàn nhất, hòa bình nhất mà hợp với cả hai bên nhất thì người ta đến đây người ta hợp tác, người ta bàn bạc với nhau, dù người ta cãi nhau hay người ta bàn bạc với nhau là việc của người ta, chúng tôi không quan tâm đến vấn đề của người ta. Nhưng quan tâm cái vấn đề là những nhà báo đang đưa hình ảnh đất nước Việt Nam, đưa hình ảnh của nhân dân Việt Nam. Rất nhiều nhà báo đã phỏng vấn người dân thường ở Việt Nam, người ta đưa lên trên thế giới. Đấy là những người trung thực nhất, hình ảnh trung thực nhất. Chứ chúng tôi không phải nói là chúng tôi bảo bưng bơ cho cộng sản chúng tôi nói sai. Bây giờ tức là tôi nói, em nói siêu rồi, tất cả những cái gì đúng không, trong cuộc họp này chúng nó nhiều cái bọn chống cộng đoan, chúng nó xuyên tạc, chúng nó bảo là có như là này tổng thống Mỹ Trung sang rồi là ông tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chạy sang nào chạy Campuchia. Tôi báo cho các bạn một cái tin này, tức là bác Nguyễn Phú Trọng thì là sang thăm Lào từ ngày 24 cho đến chiều ngày 25, thì cứ khoảng 1 giờ chiều bác đã bay sang Campuchia để thăm chính thức Campuchia, đến chiều tối ngày chiều mai bác sẽ về Việt Nam. Và sáng 27 thì tổng thống Trump sẽ hiện kiến đến chào tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhá, đúng không? Bây giờ phải nói nhá, và sau đó ngày mùng hai là ông Kim Jong Un sẽ thăm chính thức Việt Nam. Các bạn đừng có nói bảo là cái như là sợ tổng thống Mỹ chạy nọ kia. Tôi chỉ nói này. Đấy. Tôi nói cho các bạn biết này. Cái nguyên thủ quốc gia, những lãnh đạo nhà nước, người ta còn hàng trăm nghìn việc hàng ngày người ta làm. Đúng. Hôm bây giờ người ta ở bên Lào, chiều người ta ở Campuchia, tối người ta về Việt Nam rồi. Các bạn đấy là vấn đề người ta, công việc người ta đi làm. Ngoại giao. Ngu si đần độn, em xin lỗi anh. Coi như là ở đây Ngọc Lan Nguyễn này, coi như dương cờ Mỹ lên. Các bạn có gì là người Việt Nam mà không bị tự hào về đất nước Việt Nam? Đã coi như tự hào về đất nước Mỹ à? Tại sao người Việt Nam lại phải nhờ đến Mỹ? Tại sao người Việt Nam phải nhờ đến Mỹ? Người Việt Nam là tự lực tự cường, có tinh thần dân tộc. Làm sao phải nhờ đến thằng nào? Thằng Mỹ nó mà kệ nó, chung bại kệ mẹ nó, ổn ỉn kệ cha nó. Tôi chỉ biết là nước Việt Nam của tôi, dân tộc Việt Nam của chúng tôi, đất nước Việt Nam của chúng tôi, dân tộc Việt Nam là trên hết, đúng không? Việc gì phải nhờ đến thằng nào? Mà những cái vấn đề này là tôi nói là người Việt Nam chúng tôi là hiện tại bây giờ đang được tất cả 3.000 nhà báo này, người ta đang quảng bá cái hình ảnh của đất nước Việt Nam, quảng bá cái cuộc sống của người dân Việt Nam. Đấy, cho thế giới bên ngoài người ta biết. Đấy là trung thực nhất. Đấy là người Việt Nam được cái đó. Nhiều nước sẽ thấy Việt Nam như thế thì rất nhiều nước sẽ lại quan hệ hợp tác với đất nước Việt Nam. Đấy, là như thế này chúng tôi được cái đó. Còn thì các bạn ba que thì các bạn cay cú, đúng không? Cay cú thấy những nhà báo quảng cáo hình ảnh đất nước Việt Nam thì các bạn cay cú. Đấy, cay cú. Cái sự cay cú của các bạn thì dần dần các bạn trở nên cô lập, và nói thẳng là các bạn coi như là cuối cùng các bạn chỉ chết trong đau khổ. Đấy, ba que cuối cùng chỉ em, chết trong đau khổ. Anh Siêu, em sẽ mời ở đây có Chi Võ. Anh em sẽ mời chị Võ này hôm nay để cho phụ nữ dạy bảo mấy người. Rồi, xin chào. Xin chào anh. Rồi, anh mời chị Võ nha.
sao lại không thể đưa Chi Võ được? Mời lại này. Chi Võ không lên máy ảnh được, chắc chặn nó không cho lên này. Rồi Nguyễn Hữu Cường này. Đấy, đang thêm Nguyễn Hữu Cường. Rồi xin chào bạn. Ờ, anh à, giờ thưa anh không phải nói nhiều nữa nghe à? Rồi giờ kệ kệ bọn nó mà cứ lên ảnh cứ cho lên rồi mời không quân đúng rồi mình mời lên thoải mái. Cái gái thằng Hải Nguyễn mình sẽ mời nó lên, nhưng mà thằng ấy mình mời rồi, mình mời nhiều lần nhưng rồi. Anh, như giờ anh cứ theo dõi cho rõ, thế là nó địa chỉ ở đâu hay như nào để em theo dõi. Xong em, bây giờ nhiệm vụ của em là em sẽ theo dõi của nó, quấy rối lằng nhằng là em sẽ cho vào coi như là về hết. Nghe? Ok, rồi ok. Rồi em chỉ theo, chỉ tham gia như thế thôi. Rồi rồi ok anh rồi rồi xin cảm ơn. Rồi bạn nào lên nữa ok. Rồi xin chào Phượng Nguyễn. Rồi bạn nào muốn lên bạn phải ok cơ. Chứ đừng gửi yêu cầu hôm nay không mời được gửi yêu cầu. Ok thì được. Mời ok ok. Mời Thái Hồng Duyên. Rồi anh mời tiếp. Này tức cái thằng kia quá coi như này. Rồi xong Thái Hồng Duyên anh mời Quân Khúc. Đang thêm Thái Hồng Duyên đấy. Anh đang thêm Thái Hồng Duyên. Trọng ngờ không có camera. Mời lại nhá, mời lại Thái Hồng Duyên nhá. Đang thêm Thái Hồng Duyên. Sao lâu thế không được nhỉ? Đây, mời lại lần nữa này. Quá tam ba bạn. Đang thêm Thanh Huyền. Rồi ok. Rồi. Và thằng Hải Nguyễn. Và cái thằng Hùng Phạm. Và cái lũ ba que của tụi bay nghe tao nói. Đồ xúc vật. Tụi bay biết cái gì mà yêu thương dân tộc, tụi bay biết yêu thương gì nhân dân. Đúng rồi, trong não thôi chứ tôi tức. Trong cái não bay á, tao nói cho tụi bay nghe nè, trong cái đầu, trong cái não, trong cái tim của tụi bay, trong cái xương, cái máu của tụi bay mà nó để tẩy não của bọn chúng mày á, thì không bao giờ mà tẩy não. Trừ khi bọn chúng mày 60-70 tuổi á, chúng này đi hết có nổi á, thì lúc đó mày mới yêu cái đất nước Việt Nam này để về gửi nắm xương tàn về quê cha đất mẹ thôi. Cái thời gian này, trong lúc này chúng mày chỉ xuyên tạc vì cái đất nước để chúng mày để làm chi? Kiếm tiền, kiếm cơm để ăn thôi, chứ chúng mày không bao giờ biết yêu thương quê hương dân tộc. Chúng mày mà yêu thương quê hương dân tộc thì chúng mày đâu rồi, có xuyên tạc sau đất nước. À, đâu có xuyên tạc đất nước để cho làm chi? Để cho những cái mà để cho mà bạo động lên cái đất nước này để làm chi? Để cho mất cái nền kinh tế Việt Nam, để cho người dân trong nước để không có công ăn việc làm. Đó là vậy gì chúng mày vậy là yêu thương yêu quê ta hương đó, hả, yêu thương dân tộc, yêu thương người dân Việt Nam đó hả? Cái lũ chúng mày mà nói biết yêu thương dân tộc là cái gì? Tao nói cho chúng mày biết nè, cái người mà yêu thương dân tộc này á là cái người cộng sản nha. Cái người cộng sản mang một cái chiếc dép gâu, một cái chiếc dép gâu đâu có mang giày như kiểu ông cha của mày ngày xưa tiếp tay cho mà ngoại bang đâu. Một người cộng sản ha, biết yêu thương dân tộc là như thế. Rồi, xin là chỉ mang một cái đôi dép gâu bằng cái vỏ xe để vượt Trường Sơn để cứu người dân trong nơi mà người dân miền Nam để cho đất nước hoàn toàn thống nhất, để cứu cái đất nước Việt Nam không còn nằm trong nô lệ,
không có còn được những cái đứa trẻ con lai, những đứa con trẻ con lai không cha không mẹ, mày biết chưa hả? Đó là người cộng sản yêu thương dân tộc đó, mày biết chưa? Cái lũ chúng mày là cái lũ hèn hạ, cái lũ chúng mày là cái lũ hèn hạ biết tiếp tay cho ngoại bang để mà hại hành hạ cái người dân cho thôi, chứ chúng mày không biết gì yêu thương dân tộc đâu, mày biết chưa hả? Cái người cộng sản, cái người Việt cộng á, vượt Trường Sơn à, vượt Trường Sơn, người ta hy sinh thời trai trẻ, thời thanh thiếu niên, gia đình người ta sinh 8 người con là cho đi vào miền Nam để anh chị đánh đuổi giặc ngoại xâm, okay, để cứu cái đất nước mình. Nhưng mà ta cho 9 người đi vào miền Nam là 9 người đã chết, 8 người đã chết rồi, còn có 1 người đi về hả? Mày thấy không? Mày thấy chưa? Dốt cuộc người dân miền Nam hưởng cái sự ấm no hạnh phúc này nhờ ai? Nhờ Việt cộng, nhờ cộng sản miền Bắc đó. Và ông bà mày cũng nhờ những cái người mà hy sinh đó, những người mà hy sinh cho đất nước đó, những người hy sinh đổ máu xương đó. Hồi nãy mày nói một câu gì nè, thử trở lại thời giống trước 1975, người dân Việt Nam có đồng hành với người Việt cộng như vậy không? Tao nói cho mày biết, thử thời mà quay lại như vậy, tao là người nhà quê nè, dốt nát, tao già rồi nè, tao vẫn cầm súng, tao vẫn cầm lựu đạn hy sinh, chọi chết mẹ nó luôn. Những cái loại mà đem giặc về, đem ngoại bang về hành hạ người dân, okay, à tao chết với cái lũ giặc đó, tao không bao giờ tao để cho cái lũ giặc mà tiếp tay đây mà hành hạ người dân trong nước đâu ha. Mày biết chưa, bao nhiêu người dân trong nước đau khổ rồi tụi bay hà hiếp dân lành để cho người phụ nữ đẻ con lai, rồi con người ta bỏ con bỏ cái đau khổ đó, nước mắt chan cơm, tụi bay hả mà hãm hiếp người dân. Người dân đói nghèo khổ, đi bộ đường thủy, mày thấy được như bây giờ không? Hả? Người Việt cộng làm những điều đó đó. Người Việt cộng không thương dân mà làm được cái điều là đi đường bộ đường thủy. Mày thấy không? Đó làm được hơn ông cha mày chưa? Tao chỉ cho mày. Đó, thời ông cha mày so lại đi. Rồi thời Việt cộng hiện nay bây giờ làm được cái gì? Mày cứ so như vậy đi. Đó. Hả? Tại sao ông tổng thống Trump bao nhiêu nước mà ông không chọn, mà ông lại chọn cái đất nước Việt Nam để ông làm gì? Hòa bình hả? Mày nhìn đi thời đó mày thấy Việt Nam làm không, làm được gì? Mà cái thằng khùng như vậy nhỉ, mày biết chưa? Đó, người cộng sản, người Việt cộng chúng mày chửi đó, làm được rồi gì cho dân, làm gì cho dân nợ, làm cho người dân trong nước nở mặt với thế giới đó, mày thấy không? Người Việt cộng đang làm gì? Tổng thống Trump qua và ông kia là ông Kim đó, là cầm Hàn Quốc đó, đi qua Việt Nam mình đó, mày thấy chưa? Để cho người dân trong nước, 94 triệu dân trong nước và những người dân hải ngoại, người dân hải ngoại, kiều bào sinh sống hải ngoại nở mặt nở mày với bà con thế giới, trên thế giới này, mày biết chưa hả? Cái thằng hả Minh Trang Nguyễn cho em rồi anh, cảm ơn em làm gì lên anh rồi. Dạ, nhưng chào cả nhà. Xin chào em. Nai Sĩ Phạm chờ một tí xíu, anh sẽ mở cuốn khúc lên một tí thôi, cuốn khúc nói một tí, anh sẽ mời Nai Sĩ Phạm và Sĩ Võ. Sau đó đến Nai Sĩ Phạm và tiếp đến là Sĩ Võ. Cuốn khúc ok, cuốn khúc. Chi chào một chút xíu đi chị. Rồi, mời cuốn khúc lên nói nhanh. Mời phụ nữ. Rồi, đang thêm cuốn khúc. Rồi, chào Hoàng Ngọc. Rồi, xin chào. Xin chào em. Chào tất cả anh em. Em nói nhanh thôi. Rồi. Mọi người biết thì em là phóng viên thường trú đập ba que tại khu vực Hà Nội. Thì em lên em thông báo với anh em ở trong ngoài nước như này. Mấy hôm nay thì ở trên toàn các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế trong nước đều nói đến thủ đô Hà Nội, về cái cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều được tổ chức tại Hà Nội. Thì cái thông tin nhanh thì em cung cấp cho mọi người là ở Hà Nội thì giờ phút này thì công tác an ninh thì rất là tốt, đường phố rất là sạch sẽ, cờ hoa, và đặc biệt là chủ tịch nhân dân thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung kêu gọi là mọi người dân thủ đô cùng với chính quyền là bảo vệ an ninh, rồi là tỏ ra cái lòng hiếu khách với những cái người nước ngoài. Thì cái công tác đấy đang làm rất là tốt.
Và cái sự tiến triển thì về an ninh rồi về các cái đón tiếp khách thì cũng rất là tốt. Thì nhân đây thì nói rằng là để cho cái đám Ba Que ở hải ngoại rằng là đây là một cái vinh dự rất lớn của thủ đô Hà Nội. Và cái mô hình Triều Tiên hợp tác với Mỹ để nói lên rằng là ngày xưa Việt Nam với Mỹ là cái đối đầu, nhưng mà bây giờ ấy, Mỹ đang hướng cho Triều Tiên học theo cái mô hình phát triển kinh tế và bắt tay làm ăn với Mỹ. Các bạn ở bên Ba Que, các bạn đang chống cộng ấy, tôi nói các bạn nghe này. Thứ nhất là các bạn đang chống nhà nước Việt Nam thì các bạn đang chống chính chính phủ của các bạn là ông Tổng thống Trump. Bởi vì là ông Trump đang bắt tay hợp tác với Việt Nam làm ăn rất là tốt, đang nhân rộng cái mô hình của Việt Nam cho Triều Tiên học hỏi, mà các bạn lại chống Việt Nam thì là các bạn còn đang chống chính phủ của các bạn. Thì em chỉ nói vậy thôi để thông tin cho các anh chị em ở nước ngoài và anh Bằng và các anh chị em khác về cái công tác an ninh và thủ đô Hà Nội, bởi vì em đang trực tiếp ở thủ đô Hà Nội. Ok, để rất... cho mọi người biết. Rồi, cảm ơn cô Cúc. Cảm ơn anh Bằng. Rồi, nãy sư Phạm chờ sau rồi một chút tí xíu, em sẽ mời sư Võ. Chị Võ ok em. Sau chị Võ thì sau đến Nga Sĩ Phạm. Đấy, cái lần này ấy, dân chủ quậy thử xuống đường ở thủ đô Hà Nội xem. Chị Võ đâu? Chi Võ hoặc Na Sĩ Phạm. Rồi, Chi Võ lên sau. Mời Na Sĩ Phạm. Anh cho mời Na Sĩ Phạm. Rồi, đang kết nối. Anh, ủa chị rồi, chị Hà My đâu? À, chị Hà My bây giờ mới ok, khổ lắm. Rồi, em cứ nói chị Võ rồi sau nhé. Rồi. Thôi em nói lẹ lẹ thôi, tại vì cái bạn lúc nãy đi lên trên diễn đàn anh đó, bạn đó mới có mấy câu hỏi mà mình không có trả lời cho bạn đó ấy. Thì mình thấy bạn đó mất công để biểu là tôi hỏi mà nó không trả lời được, trong khi nhá Việt Nam Cộng Hòa của bạn đó, con mẹ núm là một, với lại Hùng Lân là hai, mà Nancy dí hỏi hoài vẫn không trả lời được, để Nancy trả lời cho bạn cái câu hỏi thắng làm gì nha. Nếu mà Việt Cộng sản không thắng á, tôi nghĩ không có bạn ra đời đâu. Nghe cái giọng của bạn là biết bạn nhỏ hơn tôi rồi, là bảo đảm bạn là không có trên cái đời này. Nhưng mà bạn hỏi cái câu thắng làm gì cũng giống như bạn quay ngược lại, bạn hỏi mẹ bạn là bà đẻ ra tôi làm chi vậy, đúng không? Hay bạn hàng ngày bạn hỏi bản thân bạn, ủa anh làm gì vậy hả? Tại sao tôi được đi ngủ? Thế tại sao bạn không làm cái gì đó, bạn vô tù ở đi? Người ta có tự do mà lại đi hỏi là thắng để làm gì? Câu hỏi đó đúng là chỉ có dân chủ quậy, chỉ có bọn phản quốc mới hỏi được cái câu như vậy. Câu hỏi chí lý, đúng không anh? Con người ta có cơm no, có cơm ăn, có áo mặc, có đời sống tự do, có được giao tiếp với lại thế giới mà lại hỏi là để làm gì? Cái bạn viết chữ tiếng Tàu kia, bạn nãy giờ cũng chọc phá nhiều nhiều, mà bạn cứ để ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ, nào là chê người ta nói thế này, chê người ta nói thế nọ. Nói chung là mấy bạn có ai mà vừa lòng. Và câu hỏi của bạn nữa là thắng để làm gì? Thắng người Mỹ để cho người Mỹ bây giờ mới coi Việt Nam là bạn. Còn chính nếu sao? Như chúng tôi á, mà để cho người Mỹ cứ tiếp tục cầm đầu Việt Nam Cộng Hòa, thì Việt Nam Cộng Hòa suốt đời chỉ là con chó săn cho người Mỹ thôi, nghe chưa? Cho nên bây giờ người Mỹ mới coi người Việt, coi đất nước Việt Nam là một đối tác. Còn chỗ đó giờ thì chỉ coi Việt Nam Cộng Hòa là cái thứ mà cái thằng sai bảo, cái thằng mà để tao điều khiển đây nè. Thằng Việt Nam Cộng Hòa muốn đưa máy bay ra để yểm trợ cho đảo
Hoàng Sa gì, thằng Mỹ nó bảo không, không đưa đi được, thấy không, phải nghe nó. Để cho 37 người ở trên đảo đó bị bắt làm tù binh, bị bắn, bị hành hạ, đúng chưa? Đấy, đấy là khi mà lên là bị báo cáo live ngay. Làm sao không hiểu Quân Khúc. Anyway, thì á, đấy là lý do thắng đó, hiểu chưa bà, hiểu chưa em bé? Rồi em bé lại nói thêm một nữa là những người lính ngày xưa cộng sản bị nhồi sọ cho nên đi lính đi vào chỗ chết. Cái câu của em nói thiệt nha, lần sau em nói em đầu tư trí tuệ vô một tí. Chứ tại vì mỗi lần mà em nói như thế này, bao nhiêu người người ta chù dập em thì lại mất công biểu là tụi này à, ỷ đông mà hiếp yếu. Nhưng em nói một cái câu mà thầy cái đứa con nít nó 5-6 tuổi nó cũng hỏi là ủa sao cha mẹ lại bảo vệ con làm gì? Đúng không? Tại sao anh em lại bảo vệ tôi làm gì? Hả? Để tôi để cho người ta bị bắt cóc tôi đi, để cho người ta hà hiếp tôi đi. Lại đi đặt cái câu hỏi là lính, người lính à, cộng sản đi vào rừng để là vào chỗ chết. Tôi không, tôi nói thiệt, mấy bạn đặt câu hỏi mà bạn không đặt não của bạn vô, cái đứa con nít 5 tuổi nó còn trả lời được, nói chi là những người khác. Hả? Bao nhiêu cái sự hy sinh của dân tộc này mà bạn lại bảo là để làm gì? Hả? Để cho Việt Nam được giữ yên bờ cõi, chúng tôi đã giải phóng trễ cho nên chúng tôi mất đảo Hoàng Sa. Bạn có biết không, nếu chúng tôi giải phóng từ những năm 1968-69 thì cái đảo Hoàng Sa bây giờ chúng tôi không phải mệt công mà lấy lại. Dạ, em đang tập trung vô cái bạn lúc nãy đặt câu hỏi đó không? Không phải, bạn đó hỏi rằng là tại sao mà người lính cộng sản lại khó khăn khổ cực như vậy, lại đi vào chỗ chết là bị nhồi sọ. Anh Lợi Minh ạ, à, cho nên em mới nói rằng là cái bạn nó đặt một cái câu hỏi mà đến cái đứa 5 tuổi nó còn phải hiểu cha mẹ nó bảo vệ nó là tại sao người ta phải đương đầu ra người ta bảo vệ con cái, anh chị em phải tại sao phải đương đầu ra để bảo vệ, mà cái con người này nó lại hỏi như vậy, phải không? Bưng bô hả? Tụi này chỉ ỉa thôi hen, chứ tụi này không có cần bưng. Bưng là mấy đứa mà à, cái gì ta, dân chủ cuội nó đang phải bưng bô tại vì nó đang cố tình nó đấu tranh với những cái người mà nó là những cái hình tượng, gọi là những cái hình tượng mà bất khuất. Ok, được chưa? Dạ, em lên để em trả lời cho bạn đó thôi nha. Rồi, rồi à, anh cảm ơn em. Dạ, anh mời các bạn khác, em cảm ơn, chào mọi người. Rồi, bye bye. Chị Võ thoát ra đi vào lại, không có camera. Anh Lại Minh chào, mời chị Võ xong mời anh Lại Minh. Rồi có coi mới ra, mời chị Võ. Đang thêm chị Võ. Rồi xin chào em. Sao mạng yếu thế? Chào cả nhà. Rồi. Hả? Rồi được rồi. Chào cả nhà. Tốt rồi. À, em chào nó, nói từ quá que chúng bay á, lúc nào bay cũng nói cái câu á, à, nói được cái lũ mà chống còng cực ngu là ta bên hải ngoại á, cái lũ chống còng của chúng bay á, lúc nào bay cũng nói là chữ Mỹ nằm sau lưng tụi bay vậy. Tại vì tụi bay lúc nào á bay cũng sống dơ vả người ta quen rồi, phải không? Tụi bay không tự làm chủ bản thân, phải không? Tụi bay lúc nào cũng đề cái chữ Mỹ phải đứng sau lưng tụi bay, là tụi bay công nhận bay thích làm người ở đờ, phải không? Nói cái câu mà câu chữ chó thì nó nặng cho tụi bay, mà tụi bay phải nói chữ chó mới xứng với tụi bay. Bay phải làm chó săn, lúc nào bay cũng nói là phải mì đứng sau lưng tụi bay, bay không tự làm chủ bản thân mới được à? Hả? À, tụi bay lúc nào cũng phải sống phải dơ vả người ta. Con người chúng bay không bao giờ làm con người được, không tự làm chủ bản thân được. Và tụi bay là thích làm chó, và đó tụi bay phải chữ chó mới xứng tụi bay cho được con người. Ông Trump mà nghe sắp về Việt Nam cái là tụi bay trời ơi, bay dậy đứng lúc nào bay cũng nói là thằng Mỹ, mấy đồ thằng Mỹ lên tới đầu á, hả? Mấy đồ thằng Mỹ lên tới đầu á, mấy không? Mày lấy thằng mày tụi bay phải lấy cái bàn khô câu của thằng Mỹ, bay đồ phải nằm trên đầu tụi bay á. Tại vì bay lúc nào bay cũng thích làm cái sai, là một. Còn bay lúc nào bay cũng nói cái câu mà dừa vả người ta. Ê, đất nước Việt Nam ta đâu phải cần dừa vả ai. Mà tụi bay lúc nào bay Việt Nam Cộng hòa Bắc Quế của chúng bay sợ là chúng bay lúc nào cũng bây giờ từ làm chủ bản thân mình được vậy. Sống tới già rồi, gần chết xuống lộ rồi, mà cũng dừa vả người ta, biết nhục à, tụi bay biết nhục à. Không biết cái lòng từ trọng dân tộc của mình à. Tụi bay không có cái lòng dân tộc của tụi bay à.
sao có Việt Nam Cộng Hòa của chúng bay, nói tôi chửi là Việt Nam Cộng Hòa bao quay sổ lá nha, ai mất lòng răng chịu. Bây giờ cái lũ bao quay sổ lá này giờ nó khốn kiếp quá rồi, thấy không? Mấy ngày hôm nay nghe ông Trump về là tụi bay dạy giống như là cá vớt vớt lên khỏi nước vậy đó. Lúc nào chữ Mỹ hả, Mỹ lúc nào Mỹ bay lấy cái thằng Mỹ bay đồi lên đầu đi, cha mẹ bay á thì bay đạp xuống dưới đất á hả, tống dòng họ tụi bay thì bay đè xuống dân tộc, lòng dân tộc của tụi bay, mày không có, mày bán mày ăn rồi lúc sống sao mà tụi bay lúc nào phải vừa dẫn người ta vậy là sao? Tụi bay năm chục bản thắng được à? Không biết nhục à? Công nhân không biết nhục. Nó phải độc lập tự chủ tự cường, đúng không? Nhục nhã. Làm sao là cuộc đời hồi xưa chúng bay á, hồi xưa của chúng bay á, bay cũng dơ dạ thằng Mỹ ha, bay trà đạp dân tộc rồi. Bây tới giờ này cũng vậy, ông Trump về bay cũng kêu cầm cái lá cờ Mỹ xuống. Sao tao Việt Nam mà đã ta có là Việt Nam ta cũng có lá cờ của cả thế giới đều công nhận hết. Sống cầm cái lá cờ Việt Nam tao mắc mới phải cầm thằng lá cờ thằng Mỹ đi đón ông Trump. Tụi bay cầm lá cờ mà cũng cầm mướn cho người ta nữa, biết nhục à? Tụi bay cầm cái lá cờ bữa nào bay vẫn làm mướn tụi hải ngoại Cali chúng bay, tụi gom hết tụi Cali hải ngoại của chúng bay hải ngoại trong cộng cực ngu và cực vang khốn. Bang Vũ đây là những con người yêu đất nước, yêu tổ quốc Việt Nam, rất là căm tức với cái bọn mà chống cộng cực đoan, chúng nó xuyên tạc về đất nước Việt Nam và chúng nó phá hoại cái cuộc sống yên bình của những người dân. Thì những người phụ nữ này là những người buôn bán nhỏ và những người nông dân bình thường, người ta lên người ta phản kháng lại cái bọn mà chống cộng cực đoan. Anh nói với Bang Vũ như thế rồi mời em. Cọp lát gì tuy đẹp mà vậy với chị là chị này chị thế này ấy, tôi bác quay sổ lá chúng bay là ta phải chửi vậy phải không? Sao nó đứng ta? Tụi bác quay bay là ta phải chửi vậy, đúng không? Biết sao còn chửi đẹp hay không? Ta không cần tụi bay đẹp. Còn tao đối với ta là không cần chửi đẹp chứ tụi bay khen của tao, đúng không? Cái lũ chúng bay còn hả? Cái dục nhã của chúng bay còn chưa biết nhục nữa, thế mày cần gì chửi đẹp với tao hả? Tao không cần tụi bay khen đẹp. Cái lũ Cộng Hòa của chúng bay, bác quay sổ lá chúng bay đừng có khen chửi tao đẹp nào con này. Cái lòng từ dân tộc của chúng bay còn không có, bị bán bị ăn mất tiêu cái đời của thằng cha chúng bay rồi. Bây giờ cái đời thằng con của chúng bay hả, đời F2 của chúng bay, bay cũng muốn bán dân tộc tiếp nữa, bay muốn làm nô lệ à? Tôi bay thích làm nô lệ thì làm, chứ dân tộc Việt Nam của tao không bao giờ thích làm nô lệ, cho nói cho tụi bay biết vậy đó. Nên chứ tụi bay nhớ, bay nên nhớ vậy này, bay thích làm chó thì làm, còn dân Việt Nam tao không thích làm chó và không thích nô lệ, thích làm chủ bản thân nha. Khốn kiếp cái chứ lụt bao quẻ xuống lá ghét mà tao chửi vậy đó. Còn đẹp hay không tao không cần mày, thấy chưa? Em chào anh, tạm biệt, có người khác lên đi anh. Em chào cả nhà. Rồi bây giờ này anh nói em như này này, em rồi xuống nhanh quá. Rồi. Nói chung là một dân của một đất nước, đúng không? Một đất nước phải có độc lập, tự chủ, tự cường. Mình không phải phụ thuộc vào một đất nước nào cả. Anh các bạn cứ thấy không? Ví dụ mình phụ thuộc vào một đất nước nào thì làm sao mà mình làm chủ được mình? Mình quyết, tức là cái đất nước quyết định một vấn đề gì thì cũng không quyết định được. Đấy, ví dụ như hiện nay Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đấy, và Hàn Quốc có quyết định được vận mệnh của dân tộc người ta không? Rồi, nó mời lại Minh. Rồi, xin chào lại Minh. Xin chào anh Bằng, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Cảm ơn anh Bằng. Nói chung thì lại Minh muốn đi vào cái đề tài của anh Bằng là cái kỳ họp thượng đỉnh Mỹ Triều là một cái đánh giá, tìm một cái đánh giá về vấn đề niềm tin chiến lược của Việt Nam rất là lớn. Bên cạnh đó nó là một cái tát tay rất là đau đớn vào cái bọn chống cộng cực đoan ở bên Mỹ cũng như là cái đám dân chủ cùi trong nước. Lời xin lỗi thấy... là mình như này, xin lỗi là mình trả lời cái câu này. Dạ. Bà bảo là chính phủ Việt Nam phụ thuộc vào Cộng sản Việt Nam, phụ thuộc vào Trung Quốc 100%. Tôi trả lời bạn như thế này. Việt Nam không phụ thuộc Trung Quốc. Mà tôi đã nói bạn, những chương trình trước có khả năng bạn không vào kênh của tôi. Tôi nói bạn này. Hiện nay đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam năm 2017 đứng thứ 9 trong tất cả các nước đầu tư vào Việt Nam. Và đến năm 2018, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam đứng thứ 6. Sau Nhật Bản, Nam Triều Tiên, sau Singapore, sau Đài Loan, đấy, và sau Thái Lan nữa.
là đứng thứ 6 thì có phải Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc 100% không? Không bao giờ Việt Nam hiện nay phụ thuộc vào một đất nước nào 100% cả. Mà trong khi đó Trung Quốc đầu tư vào Myanmar nhé. Tổng số đầu tư vào Myanmar là 70%. Vào Campuchia là 85% tổng số đầu tư vào các nước đó. Thì nước Việt Nam hiện nay quan hệ với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng, đôi bên đều có lợi, đúng không? Nước Việt Nam một nước độc lập, tự chủ, tự cường, không phụ thuộc vào bất kỳ một nước nào cả, kể như Mỹ. Đấy, tôi nói chỉ nói có một số dẫn chứng, bạn hãy tham khảo những cái điều này vào các quỹ tiền tệ quốc tế IMF hoặc ngân hàng World Bank, bạn sẽ biết xem Việt Nam có phụ thuộc vào Trung Quốc 100% không. Rồi, xin mời. Cảm ơn bạn, chào anh chị các bạn trong diễn đàn lần nữa. Thì nói chung là mình thấy là cái kỳ họp thượng đỉnh này đánh giá một cái tầm quan trọng của Việt Nam trong cái thương trường quốc tế. Đây là một cái niềm tự hào, và cái công cuộc thống nhất đất nước của Việt Nam mình cũng vậy. Nó không phải là nhồi sọ, cái đó là một cái tinh thần dân tộc, là mình cần phải thống nhất đất nước. Nếu mà nói mà nhồi sọ thì anh em, những người dân ở miền Nam người ta đứng lên là bởi vì do cái sự tàn bạo của cái chế độ ngụy Sài Gòn họ đối với xử với người dân miền Nam. Nếu mà nói mà nhồi sọ vậy cái miền Nam tại sao họ không nhồi sọ hết cái dân quân tráng kháng chiến ở miền Nam đi? Anh Bằng thấy nếu mà nhồi sọ những cái lập luận rất là ấu trĩ, nó không thể nào nhồi sọ được trong cái cuộc chiến thống nhất Việt Nam. Đó là tinh thần dân tộc, là mình phải thống nhất đất nước cùng những người anh em miền Bắc, theo đứng lên để đặng mà thống nhất đất nước, để chấm dứt cái cuộc chiến tranh vô nghĩa và cái cuộc xâm lăng của Mỹ và với cái chế độ bù nhìn của Mỹ Sài Gòn, nó cần phải chấm dứt. Điều đó là nó bắt buộc thôi, chứ chẳng ai nhồi sọ. Bởi vì người ta đây, người dân miền Nam họ đã nhìn thấy những cái cuộc càn quét của Mỹ Sài Gòn cũng như Mỹ tàn sát những người dân vô tội, và những cái điều mà chính quyền ngụy Sài Gòn họ làm nó đi ngược lại cái lợi ích của người dân miền Nam và của dân tộc. Thì những người anh em hai miền đứng lên để đặng thống nhất cái đất nước lại và để xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn. Tôi thấy cái điều mà hay hơn nữa đó là như cái lời Bác Hồ nói, như một cái lời tiên tri vậy. Các anh chị các bạn thấy bác nói rằng khi thống nhất đất nước sẽ xây dựng đất nước tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn và giàu mạnh hơn. Mà ngày hôm nay người Cộng sản Việt Nam đã và đang lái cái con thuyền vận mệnh đất nước Việt Nam để đặng mà có được chứ ngày hôm nay. Còn vấn đề chuyện nghèo khổ ở đâu bây giờ cũng có cả, ở đâu cũng có người giàu người nghèo cả. Tôi nói bây giờ ngay cả nước Mỹ, nói là người ngay cả hiện nay ở bên Mỹ là hơn 40 triệu người dân Mỹ nghèo, nó nói là nghèo nghèo tới nó là nghèo sát gốc luôn á. Đời sống người ta vẫn không có vô gia, họ sống vô gia cư, không có nơi ăn chốn ở. Ngay cả những người Việt Nam họ qua bên Mỹ vậy, cả một năm trời họ không ăn được tô phở. Đời sống vấn đề nghèo khổ ở đâu bây giờ cũng có cả. Đừng nói là ô Mỹ là thiên đàng, họ qua Mỹ là ai cũng giàu có. Cái đó là sai lầm, cái đó là những cái sự ấu chỉ, cái đó là những người mà chính họ bị nhồi sọ. Cái người mà họ phát biểu những cái điều đó họ nhồi sọ. Còn nói Việt Nam lệ thuộc, Việt Nam mình chưa bao giờ lệ thuộc ai cả. Trong cái thời kỳ chiến tranh thống nhất đất nước vậy, anh Bằng nhìn, anh chị em các bạn nhìn thấy thời đó mình là trong một cái liên minh của khối cộng sản, thì những người khối cộng sản họ giúp đỡ lẫn nhau, cái đó là tình anh em đồng minh. Thì cái khối của thằng Mỹ cũng vậy thôi, nó có cái khối liên minh của nó, thì người Việt Nam mình cũng là một phần trong cái khối liên minh của người cộng sản. Thì lúc đó Trung Quốc cũng là một trong một cái khối của người cộng sản, Nga và châu Âu, Đông Âu, xin lỗi với lại bình dân thiện ông Kim Jong Un sang thăm sang dự cái cuộc họp thượng đỉnh ở Việt Nam. Thì tôi nói với tất cả các bạn, cái thời gian đó Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đứng đầu là Chủ tịch Kim Nhật Thành, ông nội của Kim Jong Un, cũng giúp đỡ Việt Nam rất là nhiều. Đấy. Đúng không? Cuba nữa, nhiều lắm, cộng đồng thế giới họ giúp đỡ Việt Nam. Cái là tinh thần tương thân tương ái của cái khối liên minh cộng sản thời lúc đó thôi. Còn nói vấn đề mà mình không có lệ thuộc, cái đó là trong một cái sự liên minh với nhau mình phải giúp đỡ lẫn nhau thôi. Có qua có lợi anh em trong cái khối liên minh. Thì bên cái khối của thằng Mỹ nó cũng vậy. Còn nghèo khổ thì tôi nói ở Mỹ ở giờ đâu cũng có nghèo cũng có khổ cả, chứ không phải riêng vì Việt Nam không.
đừng có nói là các bạn như khi các bạn nhìn thấy cái cuộc sống ở bên Triều Tiên á, Bắc Hàn, các bạn nghĩ là người ta nghèo khổ chết đói, tôi nghĩ là chết đói nó cũng tại vì khi người ta bị mất mùa màng nó khổ quá thôi, hỏi chứ một đất nước bị cấm vận, nhưng mà nhìn về cái sự phát triển của Bắc Triều Tiên các bạn nhìn thấy họ cũng hoành tráng lắm chứ không phải giỡn đâu, họ có cả vũ khí hạt nhân và họ những hạ tầng cơ sở của họ không có, tôi nói xin lỗi mà nói nha, hạ tầng cơ sở ở bên Bắc Triều Tiên á còn hơn Việt Nam mình đó, họ phát triển á chứ không phải là giỡn đâu, mặc dù họ bị cấm vận nha, mà họ tự sống tự cung tự cầu tự cấp cho đến ngày hôm nay, ngay cả thằng Mỹ nó còn không dám đụng tới Bắc Triều Tiên mà. Ok anh Bằng, dạ. Các bạn thấy ngay cả thằng nó phải nó còn không dám đụng tới Bắc Triều Tiên. Sân Việt Nam đấy, ta đánh cho Trung Quốc và Liên Xô đấy, cho nên chúng mày chỉ được nước bóp béo sự thật thôi. Bác Lê Duẩn nói ta đánh là đánh cho cả Liên Xô và Trung Quốc, nó bỏ chữ cả đi đúng không? Đấy, mình đánh cho chủ yếu là cho Việt Nam đã, sau đó với là cho các khối xã hội chủ nghĩa và những người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, người ta noi gương vào Việt Nam, người ta mới tự đứng lên giải phóng dân tộc đúng không? Cho nên mấy thằng ba que chúng mày không thể gạt nổi cái dân tộc Việt Nam, chữ Việt Nam nó bỏ mỗi chữ cả ấy thôi đúng không? Ta đó anh Bằng thấy đó. Đó là sự xảo xạc, phải đọc hết, phải đọc hết cái tờ giấy văn bản đó của ông Lê Dũng, người ta viết rất là hay, viết cực kỳ hay. Các bạn thấy ngay cả tụi chống cộng cực đoan ô hợp nó đem cả một cái tờ giấy của ông Phạm Văn Đồng cái thời đó, nó cũng ra nó xuyên tạc, cái giống gì nó cũng xuyên tạc được hết, cái đám này nó ô hợp mà, cái chữ gì nó cũng xuyên tạc, nó bóp méo đủ mọi kiểu mọi cách hết. Còn nói về vấn đề lệ thuộc Việt Nam, mình chưa bao giờ lệ thuộc ai cả, hiện nay cũng vậy, mình làm ăn với cộng đồng thế giới quốc tế cũng vậy, lợi ích dân tộc quốc gia là trên hết, có lợi cho nhau. Nếu mà nói lệ thuộc hiện nay hàng Mỹ nè, các bạn nhìn thấy hàng Mỹ với Trung Quốc hiện nay nó lệ thuộc ngay cả kinh tế, các bạn thấy hai bên nó đấu đá nhau, thằng nào nấy cũng ngất ngơ ngất ngưỡng hết. Mấy hôm nay nó ngồi nó bắt tay nhau đặng nó tìm cách nó hòa giải nhau, các bạn thấy nền kinh tế nó có cái sự phục hưng trở lại, các bạn thấy nó lệ thuộc rất là rõ ràng, nó lệ thuộc với nhau từ kinh tế chính trị, nó lệ thuộc một cách rất là rõ rệt. Còn Việt Nam mình làm ăn, mình ngoại giao có lợi cho nhau, ngay cả thằng Mỹ nó chọn Việt Nam để làm cái cuộc thượng đỉnh của nó, bởi vì nó thấy cái tầm nhìn chiến lược của Việt Nam rất là tốt, nó tới cái dạng mà nó ngoại giao nó làm ăn thôi, chứ đâu phải mà cái kiểu giống như mà cái người mà có một thanh niên hình sớm mà nói kiểu như gì đó trang hoàng gì đó, tôi thấy chính cái người đó bị nhồi sọ, nói chuyện rất là ấu chỉ và ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn, không hiểu gì về cái tình hình Việt Nam hay cả cộng đồng quốc tế. Cái nhìn một số những người nào đó nghèo, tôi nói người dân Việt Nam bây giờ, dân Việt Nam người ta nghèo như nữa, người ta vẫn có của ăn của mặc, của cuộc sống của họ vẫn đầy đủ, chứ không đến nỗi mà thiếu gắt quá tệ hại. Mà trong khi đó cái đất Mỹ, anh chị và tôi nói về cái nghèo của đất Mỹ, có nhiều người họ không nhà để ở, bây giờ đi ra ngoài đường đứng ở mấy cái góc đường góc phố xin ăn. Ngay cả các bạn thấy ở bên tại LA, Los Angeles, sống tới nỗi mà phải trời lạnh như vậy, phải chùm mền chùm chiếu ở ngoài đường, các bạn thấy rất là khủng khiếp. Mình nói về cái nghèo, về cái một cái mô hình xã hội, chứ đừng có nói chi mà ở Việt Nam, một cái đất nước như Mỹ như vậy mà nó còn có những cái nan đề về xã hội, chứ không riêng về Việt Nam. Còn nói về tự do ở Mỹ, tự do ở Mỹ nó phải có trong cái khuôn khổ của pháp luật, chứ không phải ra đó anh muốn nói gì anh nói tầm bậy tầm bạ là nó bắt anh bỏ tù, chứ không phải giỡn đâu. Anh nói xong nó còn không nó phạt anh. Đây, Chí Trần có hỏi là tức là Lợi Minh còn nhớ John Lee không? John Lee là ai Lợi Minh? Sao lại đứng gần Lợi Minh? Đấy, mạng internet ở bên Mỹ đó. John Lee là ai? Chí Trần. Rồi xin mời Trọng Mò.
Bạn nào muốn lên nữa ok. À, John Lee, hai chữ Y. À, Mỹ Mậu. Không, bạn nào muốn lên bạn ok cơ. Bạn đừng gửi yêu cầu hôm nay là không được. Rồi, mời chị Võ nữa. Rồi, chị Võ lên kết thúc chương trình này cho anh nhá. Rồi, ok. Xem Bùi Vương à. Rồi, sau chị Võ là Bùi Vương. Tô Vi này, anh vừa nói với em rồi. Em hiện nay em phá nick nhiều quá. Thành cùng là bây giờ em live stream không được nữa thì để cho em kéo dài thời gian ra. Nhá. Để lên diễn đàn rồi. Anh nói thầy đông người quá phải nói ngắn gọn để em người khác lên. Chung vậy có không, ai lên thì em không, mới lên. Không, bây giờ nói Bùi Vương hôm nay gửi là không được. Chứ một lát nữa thì em cứ ok. Bùi Vương dạ. Ok thì mình sẽ mời lên rồi, xin mời em đi. Dạ. Vậy nên chi á, nãy giờ nói thì chưa có đả mấy người ba que này, nó khổ lắm. Cuộc đời của các người thì làm ơn, từ mình làm người đi, làm con người mình đi. Đừng mai mốt, mình đừng có dừa vả nào là Mỹ hay Úc hay châu Âu gì, không cần biết. Từ bên thì làm chủ bản thân, bây giờ các người, bây giờ mình nói thiệt á, bây giờ các người sống bên Mỹ rồi. Thì giờ lo sống cho tốt đất nước Mỹ đi, còn Việt Nam thì các người tốt nhất là đừng có xí về đây nào, ở xuống dân Việt Nam tôi phải ở cầm cái lá cờ Mỹ, phải đi đón ông Trump. Làm thì ghê lắm, rồi bây giờ lúc mình thấy mình nản, giữa lúc tôi thấy các người bên mà tôi nản. Thật tình luôn. Biết các người làm con người như thế nào, tôi biết mà làm con người mình phải biết nhục chứ. Mình sống mà phải biết nhục cho bản thân giống như thằng gì đấy quên rồi. Bây giờ comment dưới này nè. Sao lúc nào cũng tôi nghe chữ Mỹ riêng mà tôi nghe tôi còn dị ứng á, biết không, tôi còn dị ứng. Mình là người Việt Nam, chứ các người đâu có đội, tôi đã nói các người đâu có đội được là mũi lọ mắt xanh đâu. Không khác gì hết á, toàn là da vàng và mũi tẹt không à, chứ đâu có. Các người chỉ chẳng qua là đội tờ giấy là người Mỹ thôi, chứ tôi thấy là người đi đâu mà các người cũng là người Việt Nam, không thể nào mà nói người Mỹ được nữa. Không biết tự trọng, sống mà biết tự trọng. Sống như lúc thằng Thao tôi nói chết sao, đừng có để nhục phải không. Chết sao mà để mình lúc nào cũng phải nhục, mình vừa theo là cái phải giờ thằng Mỹ, giờ ông Trump, các người phải giờ ông Trump, chứ lúc nào cũng nghe chữ nhờ, sống mình cứ nhờ vả riết suốt cuộc đời vậy, gần xuống lộ rồi mà cũng còn dơ, cũng tự làm chủ được. Ăn nhờ ở đầu là bệnh, là các người là ăn nhờ ở đầu rồi biết không, ăn nhờ ở đầu bệnh thì sống cho tốt đi. Còn đất nước Việt Nam là đâu có cần nè, cũng tiếc không, để ghi thì ghi chữ Việt Nam, để cái lá cờ Mỹ đúng không, nhục không, đúng, nhục nhã không. Vậy lúc hả ghi tên là gì, Trí Trần gì đó, Trí Trần gì đó, ghi chữ là chữ Việt Nam. Số 1 thì ráng ở bánh mì là số 1 đi, còn ở đây Việt Nam tao là số 1 đúng không, tao không phải làm nô lệ cho ai hết. Vậy các người đang ở ăn nhờ ở đầu của người ta hả, và bây giờ cái giấy á, thằng Mỹ thì nó cho đứng cái chữ là người Mỹ thôi cũng là nhục lắm, nó cho nhờ thôi biết không. Mong biết cái lòng tự trọng là biết không, cái chữ á, thì để chữ Việt Nam mà để lá cờ Mỹ, nhục ơi là nhục, là những cái đứa mà con rơi con rớt này, ăn nhờ ở đầu này, ở ngay cái khu tị nạn này, nhất là ghét nhất là cái lũ mà chống cầm một cực ngu bên hải ngoài của chúng bay á, bay hay là bay biết đi ăn bưng tối ngày, bên nói tao là bưng bô vì bưng đồ thì đất nước tao rồi, tao bưng bô chuyện nhẹ nhàng có gì là lạ đâu, không gì mà lạ, mà tụi bay đi bưng bô ngoài xăm á, tao đã nói tụi bay là tiếng gia đi bưng bô ngoài xăm. Giờ đất nước của tao đây nè, Việt Nam đây nè, tụi bay đừng có nói về đòi đức tổ hay đức gì hết á, tụi bay có đủ tư cách gì mà đòi hả, bây về bê ông Trump á hả, chí Trần ơi, bây giờ cờ đỏ sao vàng là cờ của đất nước Việt Nam, của tổ quốc Việt Nam đúng không, của một đất nước độc lập tự do tự chủ tự cường chứ không phải cho chúng ta cầm cái cờ coi như là một ngôi sao và một ngôi sao và năm ngôi sao ở nhớ là cờ Trung Quốc đúng không. Nhưng mà cứ nói là cờ Phúc Kiến vậy, đúng là ba cái sò của chúng mày đúng rồi. Ê mày đừng có nói thằng Trí Trần là mày nè. Cái lá cờ mày nói là máu, đúng rồi, lá cờ máu là biết sao. Tại vì mày dẫn Mỹ vô đó, biết không, mày giết dân tộc của tao là đổ máu xuống đó, đó là máu dân tộc của chúng tao đó, mày không biết khốn nạn như vậy. Đó là lá cờ đỏ, đó là máu dân tộc của chúng tao, nên chúng tao luôn luôn phải nhớ cái lá cờ đó. Là tụi bay dẫn ngoài sống vào,
để giết dân tộc của tao, biết chưa? Cái lá cờ đúng, mày nói lá cờ máu là đúng đó. Là mày dẫn tụi giống như thằng đời của thằng cha mày này, là dẫn Mỹ vào để giết dân tộc Việt Nam của tao đột máu. Tất nhiên lá cờ máu đến giết. Tụi tao phải luôn luôn nhớ cái lá cờ máu đó là đúng rồi. Tụi bấy là giật ngoài sắm về. Giờ đời con cháu tao phải nhớ nhớ cái chỗ đó. Cha ông của tao đổ xương máu xuống đó là nằm trong cái lá cờ đó. Biết không? Lá cờ đó là lá cờ dân tộc. Thấm mày không biết cái chữ bao nhiêu những chiến sĩ, bao nhiêu đồng bào để dành những cái cuộc sống độc lập cho dân tộc và cuộc sống yên bình cho những người đúng. Dân nhiều này, cho nên chúng tôi là những người dân lúc nào cũng phải tôn thờ cái lá cờ đó. Đúng, mày nói lá cờ máu là đúng đó. Tao chấp nhận cái lá cờ đó. Lá cờ máu đó là mình là cờ máu dân tộc của tao đó. Tụi bay biết khốn, mấy biết cái chữ khốn nào. Cắt lên cái dòng nói của chúng bay mà cũng biết khốn nào vậy. Bay càng làm thì dân dân chúng tao là càng nổi máu lên là biết sao. Đứng dậy chống tuyệt đối với tụi bay. Không bao giờ để cho tụi bay để dòm ngó. Hoặc là tụi bay phải nói là mày xúi dân tao phải bắt tay với Mỹ và để đem ngoài sống vào theo trong đất nước của tao thêm một lần nữa. Tao nói cho tụi bay biết, bay không bao giờ đạt ý muốn với tụi bay. Đời cha ông của chúng bay đã thua thì đời tụi bay vẫn thua. Tao nói tao cũng khẳng định chỗ đó. Nên chứ tụi bay đừng bao giờ bay mơ ước cái đời của chúng bay là lúc nào bay cũng thích làm chó săn hết. Còn tao ở đây, dân tộc của tao không bao thích làm chó săn, không thích làm nô lệ. Còn tụi bay vẫn đầu óc của chúng bay là ngu dốt, lúc nào cũng thích làm nô lệ, thích dừa dẫm bưng bô người ta. Tụi bay mới bưng bô chứ còn tao làm sao bưng bô được. Tao là đứng trong dân tộc của tao, đất nước của tao, lá cờ của tao đứng dậy chứ còn tụi bay lúc nào phải cúi xuống dưới đít Mỹ. Mày cúi mày đi thằng Mỹ, mày đâu có dám đi ngang hàng, mày sẽ đi xô đít nó. Tại vì mày lúc nào mày phải ứng bô, mày mới chính bưng bô, mày mới chính mày. Tụi bay lá cờ dẹp của tụi bay, chúng bay mới là bưng bô, bay sẽ đi xô đít nó. Và bay không bao giờ dám đi trước mặt nó, bay phải cúi lòn dưới đáy quần của nó. Còn chúng tao, dân của tao không bao giờ chịu nô lệ và cúi lòn dưới háng của người khác. Bởi vì sao dân tao không chịu nô lệ không? Và dân tao muốn chịu nô lệ bây giờ mà có cái lá cờ máu như tụi bay nói đó. Đứng ngang với thế giới còn cái lá cờ chúng bay. Trên thế giới này ai công nhận? Chỉ có khu tì nạn của chúng bay từ công nhận và từ sướng với nhau không? Bay đi cái lá cờ bay đi có ý nghĩa không? Lá cờ bay là vô ý nghĩa và vô hàng sử dụng rồi. Lá cờ bay là hết hàng sử dụng từ lâu rồi. Chúng bay chỉ nhìn lá cờ đó bay ngó. Đất nước Việt Nam về mà chạy nước miếng đi. Dân Việt Nam của tao mày đừng hòng mà nằm mơ đó. Tụi bay mãi mãi vẫn nằm mơ. Đừng có mơ mong cái chuyện đó. Vậy tụi bay là rất là khốn nạn. Tao không nói tới tụi bay là máu tao nổi lên. Tụi bay khốn nạn lắm. Tụi bay không có từ trọng dân tộc, anh có lòng để dân tộc Việt Nam tụi bay không có. Bay bán từ lâu rồi. Rồi thằng cha bay bán ăn tới phiên là tụi bay thích làm nô lệ mà rồi, nô lệ một cách mà okay. Ngoan y như một con cuốn. Ngoan y như một con cuốn. Lúc nào cũng Mỹ, lúc nào cũng Mỹ. Mỹ đó hả? Và tụi bay đi theo, bay cầm cái bô để cho Mỹ nó sẽ y cho tụi bay ăn. Y xong rồi tụi bay hốt lại ăn đi. Tụi bay là hốt lại ăn là đúng. Còn dân của tao không bao giờ để mà đời ăn hốt. Dân tao phải đứng dậy làm chủ. Đất nước này nghèo, tao vẫn là làm chủ bản thân. Không dừa thằng nào hết. Lúc nào làm chủ bản thân vẫn là sướng hơn. Còn hơn là đi theo mà đi nền bờ người ta, phải thuộc lề người ta. Mày thích làm như vậy thì mày làm đi. Dân Việt Nam tao không giống từ Việt Nam Cộng Hòa bác quay sổ lá chúng bay. Tụi bay sao mà ngu suốt cuộc đời bay mà ngu dữ vậy. Thích ăn sung mặc sướng. Nên kêu tụi bay làm dân tộc của tụi bay cũng bán ăn luôn. Dân tộc ấy cũng đâu có bay làm gì có dân tộc ở đây bay đồ ấy. Lấy gì đồ ấy? Thì bán cho thằng Mỹ ăn cách đây mấy chục năm mà lấy gì còn. Thái Long Viên không có camera. Thì về mày đòi thằng Mỹ đi. Đòi thằng Mỹ đi. Em cho anh cho người khác lên đi anh. Rồi. Rồi em. Dạ em tạm biệt cả nhà. Rồi Thái Long Viên hoặc Kiên Thịnh. Rồi, mời Kiên Thịnh trước, nó ngắn gọn nha. Rồi, đã mời Kiên Thịnh. Thái Hùng Yên vẫn không có camera. Đang thêm Kiên Thịnh. Hai anh Bằng. Rồi, xin chào bạn. Chào, em chào mấy anh chị em và mấy bạn ở trên diễn đàn. Rồi, có. Thì em có cái này muốn nói là mấy thằng bao que thì nếu mà nó không nói
nó không nói Việt Nam làm nô lệ cho Tàu hoặc là bán nước cho Tàu thì nó có cái gì đó nữa để nó bôi bác Việt Nam. Thì mấy anh ba sọc nói vậy thôi. Nó chỉ có những cái đó quay đi quẩn lại là cộng sản bán nước cho Tàu, cờ Việt Nam là cờ Phúc Kiến, rồi cộng sản cướp đất, cướp cái gì đó của dân. Nếu mà nó không có những cái đó thì nó còn cái gì đâu nữa để nó nói cộng sản. Nó lặp đi lặp lại những cái đó là để nói là nói theo nói kiểu theo cãi cùn thôi, cãi lý thôi. Cái nick kia của anh bị mắng giao nó nhốt 30 ngày anh Lệ Minh ơi. Còn mấy thằng ba quê nó giỏi, nó là những thành phần tinh tú của Mỹ. Nhưng mà nó qua đây đó, anh thấy không? Mấy chục năm, có đứa nó còn không biết nói tiếng Anh nữa. Mỗi lần mà nó đi bác sĩ hay là nó đi làm giấy tờ gì á, nó phải cần có thông dịch. Còn á, mà nó qua đây có đứa ở mấy chục năm ở đây rồi, cũng vẫn còn mà đi ở nhà thôi, đi ở những cái mướn, cái những cái apartment low income, rồi đi xin welfare, rồi medical, medicare, xin mấy cái trợ cấp xã hội, xuống cái khu bô sa tụi nó ở giống như là một cái khu ổ chuột. Em nói thẳng giống như là cái khu ổ chuột ngày xưa mà ở quận 4 ở Sài Gòn ngày xưa vậy đó. Đây là xin giới thiệu các bạn, đây là Quốc Dương. Đấy, thì cái nick này trước mất rồi. Rồi, Quốc Dương nói đi. Đường xá nó lầy lội, cái máy đi xài mà cái GPS mà nó tìm không ra đường ở dưới phố Bô Sa luôn. Mà mấy cái chỗ mà park, mấy cái chỗ đậu xe rác rến rồi cứt chim gì đầy hết. Em xuống cái khu đó em thấy em sợ, em rùng mình luôn. Còn cái nó nói giỏi. Mấy chục năm ở qua bên 40 mấy năm ở Mỹ rồi. Mà cái đền thờ Trần Hưng Đạo phải đi thôi trả từng tháng. Mà nghe nói Phan Kỳ Nhơn là bây giờ đuối rồi, bây giờ không có tiền trả rồi, bây giờ đang muốn bàn giao lại cho người khác. Ổng đang là cái người mà đứng ra thôi. Mà bây giờ là đang đuối rồi, không có tiền thôi nổi rồi, bây giờ muốn bàn giao lại cho người khác mà đâu có ai mà đứng vô mà làm trách nhiệm đâu. Rồi còn cái gì nữa, tụi nó nói là hôm bữa giờ anh lên trên Facebook anh thấy tụi nó đăng hình của mặc vụ Mỹ thì nhìn oai phong lẫm liệt. Nó nói là công an Việt Nam rồi nhìn kiểu như là không có giống như mặc dù Mỹ. Mà em muốn nói với tụi nó nghe, mặc dù Mỹ đó nhìn oai phong lẫm liệt lắm, nhưng mà okay. Nhưng mà tổng thống Mỹ cũng có nhiều người bị ám sát rồi, mà mặc dù Việt Nam đó nhìn đơn giản như vậy đó, nhìn nó không có giống như mặc dù Mỹ, nhưng mà có lãnh đạo cộng sản nào bị ám sát chưa? Còn quay lại cái vụ mà cái tụi bao quê ở đây, tụi nó nói là tụi nó những thành phần tinh hoa của bao quê ở Mỹ. Nhưng mà theo cái thống kê á, là cộng đồng bao quê á, là nó nghèo nhất so với cái cộng đồng châu Á nhập cư khác vô Mỹ. Giống như là cộng đồng người Trung Quốc nè, cộng đồng người Hàn Quốc nè, cộng đồng người Nhật nè, cộng đồng người Philippines nè, cộng đồng người Ấn Độ nè. Cái đại học Brown á, nó làm một cái cuộc nghiên cứu á, là nó nói cộng đồng bao quê là nghèo nhất so với cái cộng đồng khác. Cộng đồng bao quê chỉ được hơn cộng đồng nhập cư của mấy nước Mỹ Latin giống như là Philippines, giống như là Mexico hay là Nicaragua rồi thôi, hay là Honduras rồi thôi, hay là mấy người Mỹ đen. Chứ còn mà so với cái cộng đồng châu Á nhập cư là Đinh Như Hoàng Long. So với cái cộng đồng châu Á khác á, là cộng đồng bao quê là tệ nhất so với các cộng đồng châu Á khác. Còn anh thấy các cộng đồng châu Á mà nhập cư vô Mỹ á, đâu có cái dân nào giống dân bao quê bán mấy cái cà phê, hãy tới cái cộng đồng mà
mà tới cái cộng đồng mà bao quanh nhập cư. Mấy quán cà phê toàn là mấy quán cà phê khó thân không mà. Bán buôn bán làm cái đánh bài, đánh bạc hay là làm cái gì đó là trong cái cộng đồng bao quanh, bán mấy cái cà phê khó thân. Còn mình đi tới mấy cái cộng đồng, ví dụ như cộng đồng Trung Quốc thì người ta nổi tiếng về nhà hàng Trung Quốc. Thì cộng đồng Nhật thì người ta nổi tiếng về nhà hàng sushi. Hay là tới Hàn Quốc thì nổi tiếng về nhà hàng barbecue Hàn Quốc. Còn tới cộng đồng Ba Que thì nổi tiếng về gì? Nổi tiếng cà phê khỏa thân. Mấy anh Ba Que có cái chuyện, có cái gì đâu mà để tự hào. Bắt đầu nó đem ra mấy cái người mà cái người làm tướng tá gì cho lính Mỹ á, thì nó khoe. Nhưng mà do những cái người mà thành công, những cái người mà làm trong cái tỷ lệ rất ít, tỷ lệ rất ít, rất là ít, không có bằng một cái phần mà cái những cái tỷ cái số người mà chính phủ Mỹ nó muốn tống cổ về cho Việt Nam nữa. Không một cái phần, chỉ là một cái phần nhỏ so với những cái đám mà bị ở tù chính phủ Mỹ nó tống về cho Việt Nam nữa. Mấy thằng Ba Que suốt ngày cái Việt Nam bán đất cho Tàu, bán đất cho Nếu mà nó không nói những cái cùn đó thì nó không có cái gì để mà nó bôi xấu Việt Nam. Cho nên những cái đó thì nó phải lặp đi lặp lại hoài thôi. Dạ, thôi, em rồi. Anh mời người khác đi. Rồi. Em chỉ có rồi. Nhiều đó em nói nữa thôi. Rồi, anh cảm ơn Quốc Dương. Ok. Rồi, tiếp tục. Thấy Hồng Duyên không có camera. Rồi bạn nào bảo bực quá thì hình như anh cầm đúng không? Đừng cho người gửi yêu cầu. Ok thôi. Thấy Hồng Duyên không có camera. Không có camera khác Hồng Duyên. Thôi có khi chương trình thì cũng đến 11 rưỡi rồi đúng không? Mình cũng dành thời gian để cho những chương trình sau. Rồi xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Rồi chúc các bạn một đêm ngon giấc nhá. Xin chúc các bạn ở bên hải ngoại một ngày làm việc rất vui vẻ. Rồi xin chào các bạn. Rồi Phụng Quý để chương trình xong nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn. Rồi mời Đinh Hoàng Long rồi. Đúng rồi Linh. Rồi mình mời Đinh Hoàng Long. Rồi đang kết nối. Chào chú. Rồi chào cháu. Chào cháu hỏi là vừa sang quay cháu chia sẻ bài livestream của chú này ở kênh chờ thì tắt cái tiếng ở laptop. Cháu chia sẻ bài của chú ấy ở trong cái nhóm giang hồ chém gió giang hồ của anh Ly cả anh Ly làm ấy. Thế nhưng sau kia báo cáo chú ạ. Bị báo cáo vi phạm thì là ra sao chú? Thế là do bọn phản động nó báo cáo hay là như nào chú? Có cả vì là ở những cái trang đấy mà khi mình chia sẻ ra thì cũng có khả năng do bọn phản động nó báo cáo bọn Ba Que. Bây giờ nó báo cáo nhiều nick đâu. Cho nên là vì lên hỏi chú vừa chia sẻ báo cáo luôn. Nó kêu báo cáo cái vi phạm cái gì đấy. Rồi thôi, cháu hỏi thôi mà. Rồi ok. Rồi, chào. Rồi mời thấy Thái Ngọc Nhiên lên nhé. Rồi đang xem Thái Ngọc Nhiên. Alo em chào anh Bằng. Rồi xin chào. Chào tất cả anh. Cái thằng Chí Chằng, tao nói cho mày nè, mày nói là cái lá cờ máu đúng không? Thì sớm giờ anh chị em cũng phân tích cái lá cờ máu rồi, lá cờ máu đó là của tất cả những người liệt sĩ đã hy sinh nằm xuống đổ máu xương, đổ máu xuống để chi? Để giành lại cái đất nước hòa bình, để cho cứu người dân không còn chiến tranh. Mày biết chưa?
Đấy, biết bao nhiêu xương máu của những vong hồn của người liệt sĩ để giữ đất nước mới làm cái lá cờ đó. Tao hãnh diện bưng bô cái lá cờ máu đó. Còn mà nhắc lại tới cái đám mà cờ vàng ba sọc của chúng mày á, thì toàn thế giới biết cái lá cờ chúng mày là lá cờ tay sai. Lá cờ tay sai bưng bô cho ngoại bang đem về giết hại đồng bào, giết hại nhân dân. Cái lá cờ vàng của mày là biết, nhìn vô là tất cả thế giới nhìn vô biết là cái lá cờ tay sai. Đấy, cái lá cờ vàng chúng mày là lá cờ ăn bám từ thời Pháp tới thời Mỹ. Thấy chưa? Bây giờ tới hết thời Pháp, tới hết thời Mỹ thì bây giờ vẫn còn tư tưởng. Cái lá cờ vàng vẫn còn tư tưởng ăn bám. Vẫn còn tư tưởng ăn bám thằng Mỹ nữa. Tại sao tao nói chúng mày? Chúng mày là cũng là con dân của đất nước Việt Nam. Sao không biết tự lực tự cường như người dân Việt Nam đứng lên làm chủ bản thân hả? Mà tôi cứ nương dựa vào thằng Mỹ, cứ tung hô thằng Mỹ làm sao hả? Mà hàng Chí Trần và cái đám xúc giặt bao que của chúng mày hả? Tao không có muốn xúc, tao không muốn xúc phạm chúng mày, mà chúng mày hả, cái não của chúng mày không có lịch sự. Tại vì á, trong tim, trong xương, trong tỷ của chúng mày là cái lũ tai sai, cái lũ muốn đất nước này lúc nào cũng phải có chiến tranh, thì cho nên tao phải chửi lũ chúng mày là như vậy đó nha. Bao nhiêu hả, một gia đình bao nhiêu đứa con của người ta ngoài Bắc, người ta đi cho đi vào đất nước, cho vào miền Nam để chi? Biết là bước, bước chân ra đi không có ngày về, mày thấy chưa hả? Những người Việt Cộng bước vào miền Nam là không biết là không có ngày về, mà dẫn bước chân đi để chi? Để cứu cái miền Nam và miền Bắc cùng thống nhất một đất nước, để đất nước chúng ta hiện nay giờ hòa bình nè, mày biết chưa? Đấy là có những người con đó đổ máu xuống hy sinh thân xác của người mẹ, hy sinh cái nước mắt của người mẹ, hy sinh của con người ta để giành lại cái hòa bình này. Mày nên hãnh diện cái lá cờ máu đó, mày biết chưa? Còn cái lá cờ vàng ba sọc chúng mày là lá cờ đó cả thế giới nhìn vào là lá cờ tay sai. Lá cờ tay sai hết đời ông nội mày là thằng Pháp, hết đời thằng cha mày là thằng Mỹ. Đó, tới đời của chúng mày là lờ đi ăn mài dĩ dãn, ăn mài truyền kiếp. Đó, cái lá cờ ba sọc của chúng mày là lá mờ cờ ăn mài dĩ dãn. Còn cả thế giới nhìn vào cái lá cờ đỏ sao vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam là biết cái lá cờ đó của anh hùng dân tộc, của toàn dân mạnh mẽ để hy sinh cho cái đất nước, để đất nước chúng ta hòa bình. Cả thế giới còn phải nể phục cái đất nước Việt Nam. Những cái đất nước nào chiến tranh thì cầm cái lá cờ đó lên để làm chi? Bắt chước người dân Việt Nam mạnh mẽ chống giặc ngoại xâm. Đó, mày biết chưa? Tao nhắc lại cho mày. Còn cái lá cờ vàng ba sọc của chúng mày là lá cờ hèn hạ, là những người con cháu chúng mày nhìn vô cả thế giới biết cái lá cờ vàng ba sọc là những cái loại hèn hạ, cho nên không ai bắt chước chúng mày hết. Chúng mày càng cầm lên cả thế giới khinh bỉ chúng mày. Còn cái lá cờ đỏ sao vàng tung bay tất cả thế giới, người ta kính trọng cái lá cờ vàng đó, mày biết chưa? Lá cờ máu đó, mày hiểu chưa? Thằng Chí Lê và cái đám xúc giặt bao que chúng mày, tao mong ngày 27 tháng 28 chúng mày ra mặt như ngày 10 tháng 6 đó, hốt hết đưa đi ra ngoài bà đảo ngoài luôn, để chi? Quét sạch chúng mày hết để cho những người dân sống đất nước Việt Nam sống yên bình, sống trong cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, không còn trong lòng chiến tranh, không có là trong lòng còn những cái khủng bố của cái đám mà sót lại cặn bã của cái đám con cháu cờ vàng ba sọc đó, thì biết chưa? Chúng mày càng là nhục nhã với cái lá cờ máu đó. Ui giời, mà cái thằng Chí Trần Việt Nam Cộng Hòa là vĩnh cửu. Chúng mày bị đưa xuống phải hầm rồi. Cầu 44 năm nay rồi. Việt Nam Cộng Hòa là vĩnh cửu, đúng rồi. Ăn mài vĩnh cửu, từ vĩnh cửu là từ ăn mài gia truyền. Đời này hết, tới đời khác ăn mài vĩnh cửu. Biết không? Cái từ vĩnh cửu là nó truyền đời này qua đời khác, gọi là từ vĩnh cửu. Mai kia ăn mài vĩnh cửu. Mai kia Sĩ Trần xuống giữa âm phủ mà hô thì Việt Nam Cộng Hòa mới nghe được. Chứ không mình hô, hô trên trần gian. Em xuống em bằng. Ok, xin chào. Cho em xuống. Chào Thắng Duyên. Nha. Việt Nam Cộng Hòa trường tồn là 44 năm này, bị nhân dân Việt Nam này đưa xuống phủ rồi nhá. Rồi xin chào tất cả các bạn. Rồi lần sau mấy thằng ba que vào sớm đi nhá. Rồi ok, xin chào tất cả các bạn.